Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo. Mời tất cả các bạn lắng nghe. Chương 131. Chi tử Vu Quy Hai. Diệp Trần bị khiêng trở về Ông Sơn. Sau khi quát một câu đó xong, Diệp Trần liền quyết đấu với Đông Lăng. Hai người đánh tới hôn thiên địa ám, nhật nguyệt lu mờ, đánh từ sông Vong Xuyên lên tận Nam Thiên Môn. Xô đổ ba cây cột đá của Nam Thiên Môn, kinh động tới Thiên Đế, suýt chút thì tưởng là ma tộc đánh tới, dẫn cả đoàn thiên binh thiên tướng ra nghênh địch thì té ra lại trông thấy hai kẻ Đông Lăng và Diệp Trần người ngợm đầy máu nằm trên mặt đất, nàng bị gãy ba xương sườn, hai cẳng tay, đùi phải dập nát, nằm đờ người cạnh chiếc bảng đề tên Nam Thiên Môn chờ chết, nước mắt chảy dài từ khóe mắt Diệp Trần. Tuy Diệp Trần biết Đông Lăng chẳng qua chỉ là hiếu chiến, không đến mức mưu sát tiên hữu, loại đánh nhau ở cấp độ này trong tiên giới là chuyện thường, chỉ cần không làm tổn thương tiên căn, thần hồn thì ở tiên giới đều chỉ coi chúng thuộc vào loại hành vi đùa giỡn. Nhưng Diệp Trần là một thần tiên bình thản, là một thần tiên tao nhã, là một thần tiên không thích động thủ, chuyện chính yếu là, bất kể có bị thương nặng hay không, Diệp Trần đau, đau khóc muốn chết luôn. Thiên Đế vừa tới liền chứng kiến cảnh tượng gây sốc này. Ông ta nhìn thấy Đông Lăng trước, há miệng ra nhìn, cuối cùng thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ. Đông Lăng à, gây thêm phiền toái cho Thiên Đế rồi. Đông Lăng gật đầu, thái độ cung kính, y bị thương cũng không nhẹ, hoặc có thể nói là hơi nặng một chút. Vì Diệp Trần là thần tiên do Trường Cầm hóa thành, gãy Trường Cầm một tiếng. Tuy Đông Lăng là kẻ tài cao gan lớn nhưng đối mặt với vị đại tiên còn sót lại từ thượng cổ Diệp Trần, thần hồn vẫn khó tránh khỏi bị thương. Sau đó, Diệp Trần lại dùng dây đàn đánh lén y, miệng vết thương tạo ra tất nhiên đáng sợ hơn nhiều so với vũ khí bình thường. Khắp người Đông Lăng, ngoại trừ mặt, đâu đâu cũng chằng chịt vết thương, máu chảy đầm đìa, trông như trèo từ trong bể máu ra vậy. Nhìn thấy thương thế của Đông Lăng, Thiên Đế suýt xoa, có thể đánh Đông Lăng thành ra như vậy, tất nhiên không thể là một tiểu tiên. Thiên Đế xoay đầu nhìn thấy Diệp Trần nằm cạnh cái bảng hiệu Nam Thiên Môn bị rơi xuống đất. Diệp Trần thều thào kêu lên, cứu mạng với. Vậy là, dưới sự chủ trì của Thiên Đế, Diệp Trần được khiêng về Ông Sơn, Đông Lăng cũng bị tống tiễn trở về. Sau khi Diệp Trần trở về, Thiên Đế phái y tiên tới trị thương cho nàng. Chút thương ngoài da ấy đối với Diệp Trần thì chỉ cần vài ngày là lại có thể sinh long hoặc hổ lại ngay, nhưng trong lòng Diệp Trần thì lại bị tổn thương rất nặng nề. Nàng rầu rầu kéo y tiên Cửu Tố lại kể lể, mọi người đều là tiên hữu, sao lại đánh đánh giết giết như vậy chứ? Sống bình thản một chút không tốt hay sao? Ta đường đường là một cây Trường Cầm thượng cổ, vậy mà bị hắn đánh cho đứt cả dây cầm, hắn làm ta bị thương như vậy, có nghĩa lý gì chứ? Hơn nữa, Diệp Trần thở dài, lúc đánh ta, có bao nhiêu là tiểu tiên nhìn thấy, ta biết giấu mặt mũi vào đâu đây, để chúng tiểu tiên nhìn thấy bắt trước, chuyện này thật là không hay. Tiên chủ, Cửu Tố cố định xương đùi cho Diệp Trần, tủm tỉm cười, nếu sợ bị tiên hữu nhìn thấy thì cứ đánh ở Minh Phủ thôi, đừng lên thiên đình. Đông Lăng đế quân là đuổi theo tiên chủ nên mới kéo lên thiên đình đánh mà, ta đâu có ngốc. Diệp Trần lập tức khoe khoang sự thông minh của mình, lên thiên đình còn có Thiên Đế che chở cho ta chứ, thiên đình có nhiều tiên hữu như vậy, sao có thể đứng nhìn hắn đánh chết ta được. Đế quân thì cũng phải tuân thủ luật trời, lạm sát tiên hữu là không tốt, không tốt. Cửu Tố quấn vải quanh đùi Diệp Trần rồi thắt một cái nơ bướm, nâng tay biến ra một đóa hoa nhỏ cài ở trên. Diệp Trần là một cây cầm nghiệp dư, trước kia, khi vẫn còn là đàn cổ, có người đặt một đóa hoa lên trên mặt đàn, Diệp Trần liền cảm thấy vui vẻ, tiếng đàn cũng trong trẻo hẳn lên. Cửu Tố chu đáo như vậy khiến trong lòng Diệp Trần vơi hẳn buồn. Băng bó xong, Cửu Tố bắt đầu thu dọn cháp đồ nghề, nói với Diệp Trần, tiên chủ đừng lãm nhảm nữa, chuyện tiên chủ xông vào Minh Phủ thả Nguyệt Hà chạy mất đã bị Thiên Đế biết rồi,
Thiên đình không quản chuyện của Minh Phủ, Nguyệt Hà là do Thái Sơn Phủ quân phạt, vậy thì phải xử lý theo quy củ của địa phủ. Tiên chủ phạm vào chuyện này, phải đi tìm Đông Lăng nhận lỗi đi. Khoan đã, Diệp Trần giơ tay ngăn lời Cửu Tố, ngươi không nói thì ta suýt quên mất. Tại sao Đông Lăng lại ở Minh Phủ? Chuyện ta xông vào Minh Phủ sao lại phải xin lỗi Đông Lăng? Tiên chủ chưa nghe nói sao? Cửu Tố tỏ vẻ kinh ngạc. Thái Sơn Phủ quân đương nhiệm là Đông Lăng đấy à? Thái Sơn Phủ quân là chức vị cao nhất ở Minh Phủ. Cứ 500 năm lại thay một người mới. Trước đây chức vị này luôn do phàm nhân đảm nhiệm. Tỷ như Thôi Tử Ngọc đời Đường. Ngày quản dương đêm quản âm. Quản cả âm dương lưỡng giới. Thế nhưng nhiệm kỳ này, do thiên chắc thấy Minh Phủ có dị động bất thường, thiên đế lo Minh Phủ có đại họa nên mới sai Đông Lăng ngày ngày đi gây hấn khắp nơi, tạm thời tới đảm nhiệm chức Thái Sơn Phủ quân. Tên Đông Lăng này, ngoại trừ hơi bị thích đánh nhau một chút thì căn bản không có thói xấu nào, chịu được khó, được khổ, công minh chính trực, tương đối thông minh, vô cùng thích hợp với công việc của một Thái Sơn Phủ quân. Nghe Cửu Tố nói xong, Diệp Trần rầu rĩ trong lòng, cảm thấy bản thân thật là xui xẻo, tới sớm một chút hay đợi muộn một chút cả tới cứu Nguyệt Hà thì đã không đụng phải Đông Lăng rồi. Cửu Tố thu dọn xong cháp đồ, nhắc nhở Diệp Trần, đợi mấy ngày nữa là tiên chủ sẽ khỏe ngay, thiên đế dặn tiên chủ đi nhận lỗi với Đông Lăng, chuyện của Nguyệt Hà thiên đế cũng đã nghe nói rồi. Thiên đế nhờ ta tiện thể chuyển lời cho tiên chủ rằng thiên đình ủng hộ tiên chủ, chịu khó đi cầu xin Đông Lăng một chút để Đông Lăng thả người đi. Ta cầu xin hắn thì có tác dụng gì? Diệp Trần ngạc nhiên, Cửu Tố lùi lại một bước nhìn chằm chằm Diệp Trần hồi lâu rồi gật gù bảo, ngoại hình xinh đẹp có lẽ là có tác dụng. Ngày thường Diệp Trần tuy hơi lười nhác nhưng nàng vẫn là mỹ nhân có tiếng trên thiên giới. Chẳng qua là vị mỹ nhân này sống lười biếng, quá không có chí hướng, từ một mỹ nữ biến thành một kẻ lưu manh, khiến chúng quân tiên giới thanh cao chẳng buồn để mắt tới nàng. Thế nhưng hôm nay Cửu Tố lại công nhận nàng, chẳng những công nhận nàng còn nói nhỏ với nàng rằng, ta nói cho tiên chủ một bí mật, Đông Lăng từng đánh nhiều người, ta đi khắp nơi trẩn trị, tiên chủ là người bị đánh nhẹ nhất đấy. Chẳng lẽ không phải vì ta có võ nghệ cao cường hay sao? Không, là nương tay đấy. Diệp Trần hít sâu một hơi, nương tay còn thành ra thế này. Không nương tay chẳng hóa là đánh chết luôn sao? Tuy Diệp Trần sợ Đông Lăng nhưng vẫn vì một câu của Cửu Tố mà trong lòng nảy sinh chút ảo tưởng. Dù sao Đông Lăng cũng rất đẹp. Diệp Trần cảm thấy, mỹ nhân có tính, tình tùy hứng một chút cũng có thể thông cảm được. Biết đâu trong lòng Đông Lăng, đánh là thương, mắng là yêu thì sao? Vậy là, ôm một tia ảo tưởng như vậy, 2 tháng sau, sau khi thương thế đã khỏi hẳn, sau khi thiên đế lại một lần nữa phái người tới bảo nàng đi nhận lỗi với Đông Lăng, cuối cùng Diệp Trần cũng gom đủ dũng khí, ôm Bạch Nhiễm một cái đầy thắm thiết rồi liền đi thẳng tới Minh Phủ. Lần này Diệp Trần tới cực kỳ lễ phép, cho người vào báo trước rồi quy củ đứng trước cửa Minh Phủ, chờ quỷ sai thông báo xong xuôi mới bước vào. Sau khi vào Minh Phủ, quỷ sai dẫn nàng tới tận cùng của sông Vong Xuyên. Nơi tận cùng của sông Vong Xuyên có một tòa phủ đệ. Minh Phủ không có ánh sáng, thực vật đều tự phát ra ánh huỳnh quang, có vài đốm sáng lơ lửng trôi giữa không trung, trông như đom đóm. Bên cạnh tòa phủ đệ này mọc rất nhiều mạng châu xa hoa. Một con đường nhỏ rải đá cuội nối thẳng tới cửa, quỷ sai đứng chỗ cuối con đường sỏi, cung kính gọi, mời tiên quân vào, nói đoạn, một con bướm có ánh huỳnh quang màu xanh lam nhanh nhẹn rời khỏi bụi hoa, bay tới trước mặt Diệp Trần. Sau khi Diệp Trần đặt chân lên con đường đá cuội, bướm liền bay trước dẫn đường, Diệp Trần đi theo nó vào trong phủ, rẽ trái rẽ phải. Liền trông thấy một người thanh niên ngồi dưới tàn cây, đây là một cây đào đương kỵ nở rộ, hoa sum xuê trên cành, cánh hoa rơi như suối, chàng ta ngồi dưới bóng cây, trường sam trắng ngần, trường bào khoác ngoài màu xanh lam có thêu hình tiên hạc, tay áo trường bào ngắn hơn của trường sam một đoạn, màu xanh và trắng tôn nhau lên, trông rất đẹp,
trước mặt chàng ta có một thủy kính không có đường viền, trông qua giống như một đầm nước, trên mặt kính có hình ảnh thăng trầm của nhân gian, trong tay chàng ta là ngọc điệp ghi lại cuộc đời của phàm nhân, chàng đang dùng thần thức đọc nội dung trong ngọc điệp. Diệp Trần đến, chàng ta vẫn không hề nhận ra. Diệp Trần cung kính đứng yên một bên, đợi một hồi mới thấy hàng mày của Đông Lăng giãn ra. Diệp Trần rụt rè lên tiếng, đế quân, vừa mở miệng xong, Diệp Trần liền bắt đầu thấy sợ, sợ người này không hợp ý một câu liền đòi động võ. Đông Lăng nghe tiếng Diệp Trần gọi, quay đầu qua nhìn, gật đầu chào, chỉ tay sang chỗ đối diện mình, ngồi đi, nói đoạn, thủy kính bỗng nhiên biến mất, hóa thành một chiếc bàn trà. Diệp Trần thấp thỏm ngồi xuống đối diện với Đông Lăng, Đông Lăng tự tay rót trà cho nàng. Trong lòng Diệp Trần càng thêm hoảng sợ nhưng vẫn phải tỏ ra cứng cỏi. Lần này đến đây là để thỉnh tội với đế quân. Đông Lăng gật đầu, không nhìn ra là mừng hay giận. Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt, nói tiếp, Nguyệt Hà là bằng hữu tốt của ta. Trong lòng ta biết nàng vì tình riêng mà thả tội phạm là sai. Nóng vội tới Minh Phủ cướp người là ta không đúng. Mong đế quân thứ lỗi. Nói xong, Diệp Trần bưng chén trà lên, Diệp Trần lấy trà thay rượu, bồi tội với đế quân. Đông Lăng không nói gì, cúi đầu tự như đang suy nghĩ. Diệp Trần uống trà xong, tự cảm thấy dũng cảm hơn nhiều, trong lòng hết sợ, liền nghĩ, mặc kệ Đông Lăng nghĩ thế nào, cùng lắm thì lại đánh một trận nữa là xong. Thế nhưng, đúng lúc Diệp Trần đương nghĩ như vậy, Đông Lăng bất thình lình bảo, thiên kiếp đại nạn, thần thượng cổ, trăm người không còn nổi một, sau đó lại gặp tiên ma đại chiến, thành ra ngàn người không còn nổi một. Người ta tự thuở hồng hoang đã quen biết, mặc dù không có giao tình gì nhưng cũng coi như là hữu duyên. Diệp Trần thấy bỗng dưng lại nhắc tới giao tình thì giật mình, có dự cảm Đông Lăng sắp xuất ra chiêu gì đó nguy hiểm, nàng ngượng nghịu gật đầu, đế quân nói phải. Thủ hồng hoang có biết danh hào của ngươi nhưng chưa từng gặp bao giờ. Tất nhiên rồi, thủ hồng hoang, Diệp Trần hễ nghe thấy tên Đông Lăng, thiếu hoa các kiểu là liền xoay người bỏ chạy không một chút do dự. Cũng nhờ siêu năng lực chạy rõ nhanh, biết thời thế này mà Diệp Trần mới thoát được hết lần đại kiếp nạn này tới đại kiếp nạn khác. Năm thiên đạo đại kiếp ấy, Diệp Trần hóa thành một cây cầm nhỏ, núp trong tay áo của Đông Lăng. Vậy nên Đông Lăng một mình chịu 81 đạo lôi kiếp, người khác thì bị sét đánh chết. Còn nàng, lôi kiếp của nàng đều được Đông Lăng cản cho hết. Về chuyện này, Diệp Trần cũng áy náy vô cùng. Nàng cũng biết chuyện chặn lôi kiếp khi ấy cực kỳ nguy hiểm nhưng nàng của năm đó pháp lực thực sự hèn kém. Những kẻ cứng cỏi hứng chịu thứ lôi kiếp do thiên đạo cố tình giáng xuống để đánh chết bọn họ đều đã chết hết. Vậy nên nàng chỉ còn nước tìm tới kẻ mạnh nhất buổi hồng hoang năm ấy, nấp trong tay áo đối phương, lôi kiếp đến, nàng liền lặng lẽ cùng chặn nó với đối phương. Tất nhiên, chủ yếu là nhờ thực lực mạnh mẽ của Đông Lăng cho nên cả hai mới còn sống. Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Diệp Trần chột dạ, có cảm tưởng giờ bất kể Đông Lăng có nói gì, nàng cũng đều sẽ đồng ý. Thế nhưng Đông Lăng lại nói, vậy nên, ngươi xông vào Minh Phủ, ta mới nhớ ra, ta chưa từng giao thủ với ngươi, giờ tiên giới Thái Bình, tiên hữu có thể chiến một trận với ta thật là ít ỏi, cho nên mới không nhịn được mà ra tay. Diệp Trần, ta có một yêu cầu quá đáng, ta từ chối đánh nhau. Diệp Trần đáp khẳng khái, tuy nàng mang lòng áy náy với Đông Lăng nhưng nếu muốn nàng luyện quyền với y, có khác gì bảo nàng chết. Đông Lăng nhíu nhíu mày. Một lát sau, chàng ta thở dài, ta đành có một yêu cầu quá đáng khác vậy. Nói xong, Đông Lăng ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, trịnh trọng bảo, ở lại Minh Phủ, làm người của ta đi. Diệp Trần đang uống nước, không hề phòng bị, phun một phát đầy khí thế vào mặt Đông Lăng. Chương 132, Chi tử Vu Quy Ba. Không khí lặng đi một hồi, Đông Lăng giơ tay, bên cạnh liền xuất hiện một đầm nước trong. Một chiếc khăn trắng, chàng ta cầm khăn lau mặt sạch sẽ rồi ngẩng đầu bảo, sự vụ ở Minh Phủ phức tạp, một mình ta khó xử lý hết được, ngươi ở lại Minh Phủ làm thuộc hạ của ta đi, ý ngươi thế nào? Diệp Trần,
thuộc hạ thì thuộc hạ, người của ta cái gì hả? Ngươi nói chuyện như vậy làm người ta hiểu nhầm. Thật không hay, có điều, điều kiện này của Đông Lăng cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Nể tình Đông Lăng từng chặn thiên kiếp cho nàng, Diệp Trần gật đầu, được cống hiến sức lực vì đế quân là vinh hạnh của tiểu tiên. Đông Lăng ừ một tiếng, sau đó như bỗng nhớ ra, vì bằng hữu kia của ngươi tên là Nguyệt Hà Nhĩ. Diệp Trần căng thẳng, nôn nóng nói vội, thực ra ta với nàng ấy cũng không thân lắm. À, vậy thì thôi vậy, gì, ta vốn định bảo đã là bằng hữu của ngươi thì thả ra cũng được, là bằng hữu của ta. Diệp Trần lập tức trượng nghĩa, quan hệ giữa ta và nàng ấy cực kỳ tốt. Đông Lăng nhíu mày không hiểu, cầm ngọc điệp hỏi, ngươi lúc bảo quen, lúc lại bảo không quen, rốt cuộc thì nàng ta và ngươi có quan hệ thế nào? Đại khái hẳn là loại quan hệ như gần như xa. Diệp Trần rầu rầu đáp, Đông Lăng, thế giới của phụ nữ thật là phức tạp, quả nhiên chàng ta không thể hiểu nổi. Diệp Trần cảm thấy bản thân đối xử với Nguyệt Hà đúng là người trượng nghĩa nhất trong trời đất này. Vì chuộc thân cho Nguyệt Hà mà nàng đã cứ thế bán mình cho Đông Lăng. Diệp Trần và Đông Lăng thỏa thuận xong về chức vị, tiền lương, ngày nghỉ, tiền thưởng và con đường thăng tiến. À, không có cái này, thỏa thuận xong về các đãi ngộ phúc lợi, Diệp Trần hớn hở bảo Bạch Nhiễm chuyển hết đồ tới Minh Phủ, ở cách vách với Đông Lăng. Cuộc sống mỗi ngày của Đông Lăng cực kỳ tẻ nhạt, luyện kiếm, đọc kinh, ngộ đạo, phê mệnh cách, những chuyện này đều làm dưới tán cây hoa đào kia. Chàng ta rất thích cây đào này, thường xuyên ngồi dưới đó, uống trà thưởng hoa, đọc kinh ngộ đạo. Còn Diệp Trần thì ngồi yên cạnh chàng ta, xem công văn, xem công văn, xem công văn. Đông Lăng rất thích xem thủy kính, quan sát những chuyện thú vị của nhân gian xuất hiện trong đó. Chuyện này cũng giống như chuyện rất nhiều nữ tiên thích làm, chẳng qua là các nữ tiên thích chọn những chuyện chàng yêu thiếp, thiếp yêu chàng để xem. Còn Đông Lăng thì tùy, thấy cái gì thì xem cái đó. Diệp Trần không khỏi lấy làm lạ, ngày nào đế quân cũng xem những thứ này để làm gì? Ngộ đạo, Đông Lăng cầm chén trà lên nhấp một chút, môi chàng ta rất mỏng, cánh môi màu anh đào, chạm vào chén trà sứ men trắng hoa xanh, nhìn thôi cũng thấy ngứa lòng. Diệp Trần lặng lẽ dời mắt nhìn lãng đi, càng thấy khó hiểu hơn, xem cái này cũng ngộ được đạo sao? Ừ, Đông Lăng gật đầu, vẻ mặt tự nhiên, đạo từ người mà ra, những người này trong mắt chúng ta chỉ như phù du sớm sinh chiều diệt, nhưng những tình cảm ấm lạnh mà đời người đã trải không hề ít hơn so với chúng ta. Tỷ như, ngươi xem người này đi, nàng phụng mệnh phụ mẫu đính hôn với một người nam nhân nhưng lại yêu một người nam nhân khác, ngài muốn nói gì? Diệp Trần rất không hiểu, yêu hay không yêu? Chàng ta cũng nhìn ra đạo được sao? Trong mắt Đông Lăng ánh lên vẻ tiếc nuối. Bổn quân từ lúc được sinh ra trong trời đất này tới nay, cũng chẳng muôn màu muôn vẻ bằng nữ tử này. Diệp Trần, nàng hiểu rồi. Ý đế quân là, chàng ta muốn yêu đương, là một thuộc hạ tốt. Diệp Trần cực kỳ tận tâm, nghĩ ngợi một chút rồi bảo, yêu thì hơi khó nhưng dục thì dễ thôi. Dục, Đông Lăng tò mò hỏi. Diệp Trần nhìn dáng vẻ ngoan như một đứa trẻ của Đông Lăng, bỗng cảm thấy mình không thể dạy hư chàng ta được. Diệp Trần đành nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng, đổi đề tài khác, đế quân xem, người này nên xử lý thế nào? Bản chất của Đông Lăng thực ra là một người cực kỳ tùy duyên. Diệp Trần không muốn trả lời, chàng cũng không gặng hỏi đầu đuôi, thuận theo trả lời câu hỏi của Diệp Trần, hai người cứ ở chung với nhau như vậy. Thực ra lại thấy vô cùng thoải mái, sau khi thân thiết, Diệp Trần phát hiện, gã Đông Lăng này, cực kỳ dễ nuôi, tuy là thần tiên của thiên giới nhưng chàng ta lại rất có giác ngộ của nhà Phật, cơ bản đều là tùy duyên, tùy, đều được. Bạn hỏi chàng ta, đế quân muốn uống trà không? Chàng ta đáp, tùy. Bạn hỏi chàng ta, đế quân muốn uống rượu không? Chàng ta đáp, đều được. Bạn hỏi chàng ta, đế quân muốn đi ngắm mỹ nhân không? Chàng ta liền rời mắt khỏi ngọc điệp, ngẩng đầu hờ hững đáp, tùy duyên, tùy duyên, có lúc nghĩa là ngắm, có lúc là không ngắm, lúc là ngắm,
hai người kéo nhau lên thiên đình, nấp trên mái ngói, chui trong đống rơm, núp sau bụi hoa, lén lút rình những tiên nhân xinh đẹp, đi xem đôi ba lần, Đông Lăng bắt đầu thấy khó chịu, ngươi toàn dẫn ta đi nhìn nam tử, Đông Lăng phản kháng, ta không thích ngắm nam tử, đều là mỹ nhân cả, Diệp Trần ăn nho, tỏ vẻ xem thường, có gì khác nhau đâu, lắm chuyện, Đông Lăng không nói gì, chàng ta ngẩng đầu nhìn Diệp Trần một cái, nói rất tự nhiên, nam tử như bọn họ chưa gọi là mỹ nhân được, như ai thì mới gọi là mỹ nhân, Diệp Trần buộc miệng hỏi lại, Đông Lăng ngẩng đầu, ánh mắt tỏ vẻ sâu xa, ta cảm thấy, ta đẹp hơn một chút, Diệp Trần không đáp gì, lùi lại một bước nhìn chằm chằm Đông Lăng một lúc lâu, lần đầu tiên bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, Đông Lăng chẳng những không thấy không thoải mái mà lại còn bỗng dưng thấy tim đập nhanh lên một cách kỳ lạ, bàn tay cầm ngọc điệp của chàng ta siết chặt lại, Diệp Trần cuối cùng cũng lên tiếng, đúng là rất đẹp, Đông Lăng bất giác thở phào nhẹ nhõm, vậy nên, chàng ta thản nhiên nói, sau này ngắm ta là đủ rồi, đừng ngắm mấy thứ dưa vẹo táo nước đó nữa, Diệp Trần sững người, nàng cảm thấy, hình như mình lại vừa mới bị tán tỉnh rồi. Chương 133, Chi tử Vu Quy 4. Diệp Trần bị Đông Lăng làm giật mình, còn đối phương thì thái độ thản nhiên như không, nhắm mắt lại, đưa thần thức vào trong ngọc điệp, cứ như chẳng hề ý thức được mình vừa nói gì. Diệp Trần thở nhẹ một hơi, Đông Lăng vô tư, thông thả làm chuyện của bản thân. Diệp Trần chột dạ nhìn chàng ta một cái, ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng xem công văn, xem được một lúc, Diệp Trần nhớ ra một chuyện, a này, người Nguyệt Hà cứu, tại sao lại vào địa ngục, giết quá nhiều người, Đông Lăng nhẹ nhàng đáp, hắn vốn là một phàm nhân, tên là Mạc Vô Tà, năm đó, Nguyệt Hà, lịch kiếp, hóa thành phàm nhân, gặp Mạc Vô Tà, Mạc Vô Tà vốn là con nhà buôn bán lương thực, gặp họa diệt môn, người nhà bị tra tấn tới chết trước mặt hắn ta, đêm người nhà bị giết đó, lúc họ vẫn còn một hơi tàn, đám người diệt môn nói với hắn rằng, chỉ cần hắn có thể cầu cứu được một người tới cứu người nhà hắn thì bọn họ sẽ cho phép đại phu tới chữa trị cho họ. Hắn đi gõ cửa từng nhà cầu xin ai đó hãy tới, cứu người nhà của mình, nhưng không ai mở cửa. Diệp Trần thở dài, đã đoán ra được kết cục của Mạc Vô Tà. Đông Lăng gật đầu, bình tĩnh kể tiếp. Hàng xóm xung quanh đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người nhà cậu ta từ lâu nhưng bọn hung thủ đã báo trước, không cho phép ai được mở cửa, mọi người đều đóng cửa không dám ra, không một ai dám mở cửa, Mạc Vô Tà đi cầu xin hết nhà này tới nhà khác, cuối cùng đi tới gõ cửa nhà Nguyệt Hà. Nguyệt Hà ở nhân gian tuy xuất thân bần hàn nhưng cực kỳ xinh đẹp, nàng đi theo người mẹ quả phụ của mình mở một hàng quán nhỏ, nghe có tiếng gõ cửa, Nguyệt Hà liền ra mở, Mạc Vô Tà cầu xin nàng ta, Nguyệt Hà nhận lời, Mạc Vô Tà kéo tay Nguyệt Hà trở về nhà nhưng khi ấy, người nhà của y, vì mất máu quá nhiều nên đều đã chết cả, Diệp Trần không nói gì, nằm nghiêng người cạnh người Đông Lăng, kéo nho lại gần, ăn nho rồi bảo, tiếp đi, Đông Lăng nhìn nàng một cái, đi tới sát gần nàng, ngồi dựa vào gốc cây hoa đào, tay vân vê một quả nho, bỏ ngọc điệp sang một bên, ngươi cũng ăn nho, sao lại không ăn, Đông Lăng thắc mắc, Diệp Trần nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, ta tưởng rằng cỡ người như ngươi và thiếu hoa đế quân tất nhiên là sẽ đều cực kỳ khắc khổ, vô cùng bần hàn, một lòng vấn đạo, tuyệt không có lòng hưởng lạc, không ăn ngũ cốc, cốc, chỉ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nước chỉ uống sương buổi sớm mai. Y phục nếu không phải do thiên đế có quy định thì ắt là chỉ mặc loại rẻ tiền nhất, toàn thân từ đầu đến chân, chỉ có một thanh kiếm là đáng tiền, những thứ ngon lành như nho, như vải, xa hoa lãng phí, sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của ngươi. Đông Lăng nghe xong, ngoài mặt không thể hiện chút thái độ nào, ăn hết quả nho rồi quay đầu sang nói với Diệp Trần, hóa ra trong lòng người, các đế quân đều là thực vật thành tiên. Uống sương sớm, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, đây toàn là những tiêu chuẩn tu tiên của thực vật, mà còn là loại thực vật cực kỳ khốn khó cùng quẫn,
Diệp Trần ngượng ngùng gật đầu, là ta nông cạn, không biết gì về các ngươi, dù sao thì danh giá cao như các ngươi nào có giống ta, có gì không giống chứ. Đông Lăng nhíu mày, ngươi và ta đều là thần lịch kiếp hồng hoang, có gì không giống nhau. Diệp Trần cười gượng, không giống hơi bị to đấy. Thuở hồng hoang, đế quân sở dĩ là đế quân tất nhiên là bởi vì có thực lực. Vào buổi hồng hoang, dựa vào chém chém giết giết, hùng cứ một phương, còn Diệp Trần thì dựa vào trốn trốn núp núp, tham sống sợ chết. Lúc thiên đạo đại kiếp nạn tới, các đế quân dựa vào thực lực của bản thân tự vượt qua lôi kiếp, còn Diệp Trần thì vẫn trốn trốn núp núp như trước, dựa vào sự mạnh mẽ vượt trội của Đông Lăng mà thoát được lôi kiếp. Thần ma đại chiến sau này, các đế quân ra tiền tuyến, ai nấy đều là những cỗ máy sát phạt, núi thây biển máu đều chỉ là để làm nền cho bọn họ. Còn Diệp Trần, vào lúc ấy, không ổn rồi, ta bụng đau, rút đây, trạng thái của ta hôm nay không tốt, rút, đối phương hung ác quá, rút thôi. Đến tận khi các đế quân đánh cho bọn chúng thành tàn phế mới chạy ra hô to một tiếng, vì thiên giới, anh dũng giết địch, chết không hối tiếc, không giết tới tên giặc cuối cùng. Diệp Trần quyết không quay về núi, sau đó hùng hổ xông lên, giết được một lũ què quặt, đau ốm. Vậy là, sau khi kết thúc đại chiến tiên ma, mọi người đâu có mù, những người thực sự hăng hái chiến đấu đổ máu đều được phong thần, trở thành đế quân. Còn hạng như Diệp Trần, được thiên đế ban cho một cái danh hiệu hữu nghị, quay về ổ của mình, làm ông Sơn Tiên Chủ. Nhưng chuyện như vậy, nhất định Diệp Trần sẽ không kể ra, quá mất mặt. Nàng ho một tiếng, quay sang bảo, tiếp tục đi, người giết Mạc Vô Tà là ai, còn người nhà hắn là ai? Người giết Mạc Vô Tà là một tông phái ở nhân gian dựa dẫm vào ma tộc, tên là Vô Vọng Tông. Mạc Vô Tà là người có ngày sinh thuần âm, ngày âm tháng âm năm âm, là ma chủng trời sinh, ma chi làm rất nhiều loại. Ma cấp cao thì hoặc là do kế thừa huyết thống, hoặc là do cái ác trong thiên địa mà ra. Ác thường cần có một vật dẫn này chính là ma chủng. Khi ma chủng bị ác niệm chiếm cứ hoàn toàn tự sẽ trở thành một ma cấp cao mới. Vô Vọng Tông giết cả nhà Mạc Vô Tà là để ép hắn thành ma. Nếu như đêm đó, Nguyệt Hà không mở cửa cho Mạc Vô Tà thì có lẽ hắn đã thành ma. Nhưng Nguyệt Hà đã mở cửa cho Mạc Vô Tà, vậy nên Mạc Vô Tà không thành ma. Trong lòng hắn có thiện niệm, thứ thiện niệm duy nhất ấy chính là Nguyệt Hà. Người giết hại cả nhà Mạc Vô Tà không giết hắn, bỏ hắn lại ở trấn nhỏ đó, đưa cho hắn một đoạn kinh văn và bảo rằng, nếu quả có một ngày hắn muốn làm gì đó thì có thể niệm đoạn kinh văn này, đó là chuyển sinh chú. Đông Lăng vân vê một trái nho. Diệp Trần nghe chàng ta kể, giọng chàng đều đều, làm người nghe thấy hơi buồn ngủ. Đông Lăng thấy nàng gà gật bèn hỏi, dự không, gì, chẳng biết tại sao, vừa nghe chàng ta hỏi vậy, thấy chàng vỗ vỗ đùi mình, Diệp Trần liền bất giác bò qua nằm luôn, gối đầu lên đùi Đông Lăng, nghe chàng ta kể tiếp. Nhưng mà Mạc Vô Tà không biết, hắn ta đi theo Nguyệt Hà, ở lại trấn nhỏ đó, Nguyệt Hà giữ hắn ta lại để hắn giúp bày hàng quán. Lúc ấy, Mạc Vô Tà rất vui vẻ, sáng sáng hắn và Nguyệt Hà cùng nhau bày sạp, tối đến lại cùng nhau về nhà. Trấn nhỏ họ ở có một con sông nhỏ rất dài, mỗi lần về nhà đều sẽ đi ngang qua. Nguyệt Hà thích cái đẹp, Mạc Vô Tà hay hái hoa đẹp về làm những món đồ trang trí nho nhỏ tặng Nguyệt Hà. Hắn ái mộ nàng, muốn tặng cho nàng những thứ tốt đẹp nhất. Vậy là hắn tham gia khoa cử, đọc sách ở kinh thành. Nguyệt Hà gửi thư cho hắn, hàng tháng họ đều viết thư cho nhau. Thế rồi, ở kinh thành, Mạc Vô Tà gặp được một nữ tử, người con gái này là quận chúa có thân phận cao quý. Quận chúa thích Mạc Vô Tà, nàng ta cũng biết về sự tồn tại của Nguyệt Hà, bèn chặn những lá thư của Mạc Vô Tà lại. Vậy là Mạc Vô Tà không còn nhận được thư của Nguyệt Hà nữa. Hắn đi hỏi thăm đồng hương thì được biết Nguyệt Hà đã thành thân. Hắn không dám đối diện với chuyện Nguyệt Hà đã thành thân. Hắn vốn nghĩ công thành danh toại rồi sẽ cưới nàng. Giờ hắn công thành danh toại,
nàng lại đã thành thê tử của kẻ khác, vậy là hắn cứ ở mãi ở kinh thành, không về, còn Nguyệt Hà ở quê nhà, chờ, chờ mãi. Sau cùng, Nguyệt Hà quyết định phải đi tìm Mạc Vô Tà, thế nhưng, cũng chính tối hôm đó, lúc nàng gói ghém hành lý, nàng nhận được một bức thư báo rằng Mạc Vô Tà có đồ gửi cho nàng, bảo nàng tới một ngôi miếu đổ nát để nhận. Nàng quá nóng lòng muốn biết được tin tức về Mạc Vô Tà, thậm chí còn tưởng rằng Mạc Vô Tà sẽ đến đó, vậy nên nàng đi tới đó. Thế nhưng, chờ ở đó là một gã đàn ông đã mê luyến nàng từ lâu, gã đàn ông đó đã có thê thất. Lúc gã định cưỡng hiếp nàng, thê tử của hắn xông tới, mắng chửi Nguyệt Hà dụ dỗ trượng phu của nàng ta. Nguyệt Hà cãi nhau với người đàn bà đó, trong cơn phẫn nộ, người đàn bà ấy đã kéo Nguyệt Hà ra ngoài đường, nàng ta dẫn theo mấy người huynh đệ, lôi nàng đi diễu phố, kể lể chuyện nàng dụ dỗ trượng phu của nàng ta. Nếu không phải có tư tình, có cô nương nào lại lén gặp riêng một người nam nhân trong miếu hoang? Nguyệt Hà thích cái đẹp, luôn trang điểm rất xinh xắn, một cô nương chưa chồng, nếu không phải định dụ dỗ người khác thì ngày ngày son phấn, mặc đồ lòe loẹt để làm gì? Mọi người thi nhau chất vấn, những lời rối trá ùn ùn đổ ập tới, đám đàn ông thì bị đặt chuyện nàng dụ dỗ bọn họ, nói như thể người đàn ông nào chưa từng bị nàng dụ dỗ thì mất mặt lắm vậy, đám đàn bà thì chửi mắng nàng cử chỉ bất chính, không coi ai ra gì, giả vờ thanh cao, cậy có nhan sắc nên không coi ai ra gì. Mẹ của Nguyệt Hà xông ra cãi nhau với bọn họ, bị đánh ngã lăn ra đất. Mẹ quá con côi, sao có thể chống lại những người huynh đệ của đám đàn bà kia, bọn chúng chói nghiến Nguyệt Hà bắt đứng giữa đường. Mẹ Nguyệt Hà khóc lóc chạy tới kinh thành, sau nhiều phen vất vả, cuối cùng cũng tìm được Mạc Vô Tà. Lúc Mạc Vô Tà và mẹ của Nguyệt Hà chạy về tới trấn nhỏ thì chuyện đã qua nửa tháng, không ai biết nửa tháng qua Nguyệt Hà đã trải qua những gì, có lẽ biết nhưng không dám nói ra, lòng người tàn ác. Có đôi khi ác tới mức không thể nào kể ra miệng được, đại đa số mọi người cũng chẳng làm gì lớn, chẳng qua chỉ nhục mạ mấy câu, ném vài viên đá nhỏ. Thế nhưng, con người chính là như vậy, một cánh cửa sổ đang đẹp, vậy nó sẽ mãi mãi đẹp như vậy, một khi nó bị vỡ một góc, sẽ có người không kiêng dè gì đập nó nát luôn. Lúc Mạc Vô Tà trở về, thi thể của Nguyệt Hà đã bị ném ra vùng đất hoang. Hắn và mẹ của Nguyệt Hà phải tìm rất lâu mới thấy nàng. Nàng bị gặm cắn không còn nhìn ra hình người. Mẹ của Nguyệt Hà hoảng hốt lùi lại, đến nhìn cũng không dám nhìn. Mạc Vô Tà lại bước tới, ôm cô nương ấy vào lòng. Nguyệt Hà, hắn khàn khàn gọi, ta về rồi đây. Nàng vẫn giống như trước, thật là đẹp. Khoảnh khắc ấy, thứ thiện niệm duy nhất trong lòng Mạc Vô Tà không còn nữa. Chương 134, Chi tử Vu Quy năm đối với Nguyệt Hà, trở về sau khi nếm trải đủ vị phàm trần, tất nhiên nàng ấy biết, hết thảy những gì bản thân trải qua, chẳng qua chỉ là những ý nghĩ ngông cuồng. Thế nhưng, đối với Mạc Vô Tà, khoảnh khắc cô nương ấy chết trong lòng hắn, đấy đơn giản là chết. Khi Nguyệt Hà uống nước vong xuyên xong trở về Minh Phủ, cũng là lúc Mạc Vô Tà an táng thi thể của nàng vào trong lòng đất. Hắn dẫn mẫu thân của Nguyệt Hà đi tìm hàng xóm, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc Mạc Vô Tà tới hỏi, hàng xóm láng giềng đều đóng chặt cửa, ngậm miệng không nói. Mạc Vô Tà đành ẩn vào một góc khuất, để mẫu thân của Nguyệt Hà đi gõ cửa. Một người đàn ông ra mở, mắng chửi bằng giọng quê, sao mụ vẫn còn ở đây, có chịu thôi đi không, có phải chúng tôi đánh chết con gái mụ đâu. Nàng ta tự dưng chết đấy chứ. Mẫu thân của Nguyệt Hà đau đớn khóc. Con gái tôi đang yên đang lành sao lại tự dưng chết được. Nàng ta tự sát. Người hàng xóm quát lên, liên quan gì tới chúng tôi. Nàng ta tự sát. Mẫu thân của Nguyệt Hà đôi co với đám người đó. Họ mắng chửi Nguyệt Hà một chàng rồi đóng cửa lại. Mạc Vô Tà bước ra nâng mẫu thân của Nguyệt Hà dậy. Sau đó, họ đi tìm một đứa trẻ bảo nó kể cho nghe, là ai hại nàng ấy, Nguyệt Hà đã chết như thế nào. Những câu từ ngây thơ của trẻ con mơ hồ tái hiện lại nửa tháng ấy của Nguyệt Hà.
mọi người đều nói nàng ta là người xấu, chói nàng ta vào cây rồi cho chúng cháu ném đá nghịch với nhau. Trẻ con đã như vậy, thế những người kia còn làm những gì nữa? Thật không khó đoán. Ăn, làm gì có ai lại cho nàng ta ăn? Mẹ bảo là nàng ta bẩn lắm, không được đụng vào. Đứa trẻ ngây thơ kể, hồn nhiên không biết mình đang nói gì. Đôi mắt trong veo, sáng như sao trời. Mặt Vô Tà run run, khàn khàn hỏi, làm vậy mà không thấy mình sai hay sao? Sao cháu lại sai chứ? Đứa trẻ thắc mắc, nàng ta là người xấu mà. Mặt Vô Tà im lặng, mắt nhắm lại, không lên tiếng nữa. Chặn vặn ngày hôm đó, hắn đi ven con sông nhỏ, tưởng như lại thấy cảnh nàng đội một vòng hoa trên đầu chạy tới trước mặt hắn và hỏi, Vô Tà thấy ta có đẹp không? Hắn run run không nói, không dám cất tiếng nói. Đằng xa có tiếng người cãi nhau, hắn sốt ruột chạy về. Mẫu thân của Nguyệt Hà tranh cãi với người ta, bị vây lại đánh, ngã ra đất. Bà đã gần 50 tuổi, chỉ có một đứa con gái duy nhất là Nguyệt Hà. Sau khi Nguyệt Hà mất, bà cũng không muốn sống nữa. Bà trách móc, chửi rủa người của cả trấn nhỏ khiến dân chúng nổi giận. Người tới ngày càng đông, Mạc Vô Tà xông tới che chở cho mẹ của Nguyệt Hà, đánh nhau với bọn họ. Nhưng người tới quá đông, hắn vốn cũng chỉ là một thư sinh bình thường, sao có thể đấu lại đám người hung hăng này? Trong khoảnh khắc ấy, Mạc Vô Tà cảm thấy chưa bao giờ bất lực đến thế. Cho dù là năm ấy, khi cả nhà bị diệt môn, hắn cũng không cảm thấy bất lực bằng lúc này. Lúc cả nhà bị giết, hắn biết kẻ thù của mình là tà, là ác. Hắn có thể trưởng thành, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Lúc ấy hắn có thể chống lại bọn chúng. Nhưng vào lúc này, bị gậy gộc đánh vào người, bị người ta đấm đá, địch thủ của hắn là ai? Là nhân tính, là đông đảo chúng sinh. Những kẻ mà giờ phút này trông như kẻ ác, quay lưng đi lại chỉ là những người bình thường. Họ không phải tà, chẳng phải ác, họ chẳng qua chỉ ngu muội, hẹp hòi, có thể làm gì họ chứ, có thể làm gì bây giờ, chẳng lẽ lại giết hết những người này hay sao? Khi ý nghĩ này vừa lóe lên, Mạc Vô Tà có cảm giác dường như mình vừa đẩy mở một cánh cửa. Thời niên thiếu, khi hắn gõ cửa từng nhà cầu xin trong vô vọng, chỉ có cô nương có nụ cười rất tươi ấy là chịu ra mở cửa. Thế nhưng, cuối cùng cô nương ấy lại bị ném sát nơi đồng hoang, thi thể không còn nguyên vẹn. Những người này không đáng được sống tiếp. Ma niệm chào dân, hắn không khống chế nổi chính mình, bắt đầu niệm đoạn chuyển sinh chú đó. Những luồng khí đen tụ vào trong cơ thể, hắn run run, cơ bắp cứ thế nứt dần ra. Tất cả mọi người đều đáng chết cả. Hắn bùng nổ, lật tay cướp cây gậy gỗ, đánh một gã đàn ông ghim lên tường. Trong đêm đó, hắn đã giết hại 3.423 người. Minh Phủ bỗng đón thêm hơn 3.000 hồn phách không nên tới. Tất nhiên là kinh động tới Đông Lăng. Lúc ấy Mạc Vô Tà vẫn chưa hoàn toàn đọa ma, vẫn còn là hồn người. Đông Lăng đích thân ra tay, bắt Mạc Vô Tà về địa phủ, nhốt vào Vô Gian địa ngục. Bản ý của ta là hy vọng hắn ở Vô Gian địa ngục có thể ăn năn sám hối, nếu hắn còn chút lòng hướng thiện, địa ngục ác tử có cửa ra, nếu hắn không còn chút thiện ý nào thì sẽ vĩnh viễn ở dưới địa ngục, không được siêu sinh. Đông Lăng nhấp một chút trà, cúi đầu nhìn cô nương đang gối đầu lên đùi mình. Diệp Trần đã thiêu thiêu ngủ, cánh đào rơi xuống mặt nàng. Đông Lăng lẳng lặng nhìn rồi đưa tay nhặt nó đi. Diệp Trần ngủ hết buổi chiều mới dậy. Tỉnh dậy phát hiện mình vẫn đang gối lên đùi Đông Lăng, còn Đông Lăng thì đang lật xem sách. Diệp Trần vặn người đầy thoải mái rồi ngẩng đầu nhìn Đông Lăng. Ta dựa vào người ngươi như vậy không sao chứ? Không sao. Giọng Đông Lăng rất tự nhiên. Diệp Trần cười cực kỳ vui vẻ. Đông Lăng à, ta vốn tưởng rằng ngươi là một tên thần tiên vô cùng keo kiệt, giờ mới biết, hóa ra ngươi cực kỳ hào phóng. Ồ, Đông Lăng liếc nhìn. Tại sao? Ngày trước, ta và Nguyệt Hà nói chuyện với nhau, ngươi cũng biết đấy. Ta và nàng ấy đều là nữ tiên lớn tuổi chưa gả có tiếng trên thiên giới. Bữa đó bọn ta thảo luận với nhau xem nếu ta biến thành nam tử thì nên làm gì. Nguyệt Hà bảo với ta,
nếu ta biến thành một nam tử, vậy nhất định phải hôn nàng ấy một lần để nàng ấy biết cảm giác được một nam tử mỹ mạo hôn là thế nào. Tuy ta cảm thấy hôn Nguyệt Hà là một chuyện hơi bị đáng sợ nhưng, nếu có thể, hiến thân vì tỷ muội thì đấy gọi là có nghĩa khí. Nói xong, Diệp Trần thở dài, Đông Lăng à, giờ ngươi cho ta mượn đùi để dựa, giúp ta được biết cảm giác gối lên đùi của một nam tử là thế nào, ngươi thực sự rất nghĩa khí. Nghe Diệp Trần bảo vậy, Đông Lăng nghĩ ngợi rồi bỏ sách sang một bên, bình thản đáp, chuyện nào có đáng gì chứ. Diệp Trần vừa liếc nhìn lên đã thấy Đông Lăng cúi đầu xuống, đôi môi lạnh như băng chạm vào môi nàng. Diệp Trần tròn mắt, Đông Lăng thì nhíu mày, đôi mắt trong veo, hồn nhiên như thể không ý thức được mình đang làm gì. Chàng ta dùng lực áp lên môi Diệp Trần, tim Diệp Trần đập nhanh như bay. Đông Lăng đưa đầu lưỡi liếm liếm môi nàng, Diệp Trần giật nảy mình, xô Đông Lăng ra, xoay người lăn đi. Nàng thở hổn hển, ngẩng đầu không sao tin nổi. Đông Lăng chạm tay vào cánh môi màu anh đào của chàng ta, cau mày, nghiêm túc bảo, rất mềm, cảm giác rất kỳ lạ, muốn duỗi đầu lưỡi, đủ rồi. Diệp Trần giơ tay ngăn chàng ta lại, nghẹn họng hồi lâu cuối cùng hỏi, ngươi làm gì thế? Ngươi muốn biết cảm giác được nam tử hôn là thế nào? Ngươi lại là bằng hữu của ta, chút chuyện nhỏ ấy, bổn quân cảm thấy nên giúp đỡ. Diệp Trần, Đông Lăng nhìn nàng, thái độ thông dong, bình thản, thấy sắc mặt Diệp Trần không được tốt, nghĩ ngợi rồi nói thêm, trước đây ta không có bằng hữu, không rõ làm bằng hữu thì nên làm thế nào, nếu có làm chuyện gì khác người, mong chớ để tâm, cứ nói thẳng với ta là được. Diệp Trần nghe chàng ta bảo vậy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của đối phương, nhất thời không nói được gì. Chưa kể Đông Lăng là một đại mỹ nhân có vô vàn người theo đuổi, chỉ tính riêng thân phận của chàng ta, được chàng ta hôn đã là một chuyện cực kỳ hãnh diện rồi. Xét về diện mạo và thân phận, chuyện này, Đông Lăng mới là bên chịu thiệt thòi. Trong chớp mắt, Diệp Trần bỗng có cảm giác mình lừa gạt một thiếu niên vô tri. Nghĩ tới quá trình trưởng thành của Đông Lăng, không đánh đánh giết giết thì cũng là giết giết đánh đánh. Nàng liền cảm thấy bản thân phải tha thứ cho chàng ta. Vậy là Diệp Trần ho khẽ một tiếng, này, Đông Lăng à, thực ra vừa rồi ta chỉ nói đùa cho vui thôi, chuyện hôn nhau, thực ra không tùy tiện được đâu, phải hai người thích nhau thì mới được hôn. Đông Lăng nghe xong nhíu mày suy nghĩ, thái độ rất nghiêm túc, vậy nên, Đông Lăng suy luận, bằng hữu với nhau thì không thể hôn như vậy được. Đúng đúng đúng, Diệp Trần gật vội, phải là người yêu, là phu thê thì mới được làm vậy. Đông Lăng gật gù, vậy nên ngươi với bằng hữu của người cũng sẽ không làm vậy phải không? Đúng vậy, Diệp Trần rất đổi vui mừng, Đông Lăng thật là thông minh, chẳng qua không có ai dạy mà thôi. Diệp Trần bỗng ý thức được trách nhiệm phải dạy cho vị đế quân hung tàn nhất thiên đình này đạo lý đối nhân xử thế, bèn chỉnh trọng đáp, sửa bằng hữu tất nhiên là không. Ừ, Đông Lăng gật đầu, cầm chén trà lên nhấp một chút, ta hiểu rồi, nhưng mà, Đông Lăng ngẩng đầu rầu rĩ nhìn Diệp Trần, bổn quân phát hiện, làm chuyện này thấy rất dễ chịu, chuyện sung sướng như thế, nếu như ta muốn làm nữa, thì phải làm thế nào, tìm người yêu của ngươi đi. Diệp Trần nghiến răng nghiến lợi, Đông Lăng phủ định ngay, ta không có, thế thì tìm đi. Diệp Trần thấy Đông Lăng quá thiếu chủ động, ngươi thích ai? Nói với ta, ta giúp ngươi. Đông Lăng nâng chén trà nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu, chờ thêm xem sao. Diệp Trần gật đầu, thầm cân nhắc xem xung quanh mình, có nữ tiên nào trên thiên đình xứng đôi với Đông Lăng hay không. Diện mạo phải ưa nhìn một chút, không thể kém hơn mình được. Địa vị phải cao quý một chút, bất kể thế nào, cũng không thể kém hơn mình. Phải nhiều nhiều tuổi một chút, nhỏ tuổi quá không hiểu chuyện. Đông Lăng cần một người tri kỷ chăm sóc, kiểu gì cũng phải là người sống từ thời hồng hoang tới giờ, chọn tới chọn lui. Diệp Trần nghĩ mãi mà không ra có ai phù hợp, suy nghĩ liền mấy ngày như vậy. Diệp Trần kiểm tra ngày tháng rồi xin phép với Đông Lăng, thấy bản thân đã lâu không về Ông Sơn nên muốn về một chuyến xem thử, lỡ như sơ sẩy một cái,
có tên nào thành tinh trên Ôn Sơn nổi loạn thì sao? Giờ không có Nguyệt Hà giúp nàng dạy dỗ bọn chúng nữa rồi. Đông Lăng nghe nàng trình bày xong, nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo, ta về cùng ngươi, thế thì, không được hay, dẫn theo Đông Lăng về ổ, áp lực có vẻ hơi lớn, ta không có bằng hữu, chưa từng đến thăm nhà bằng hữu bao giờ. Đông Lăng thản nhiên nói vậy nhưng Diệp Trần lại nghe ra có chút gì đó như là buồn thương. Diệp Trần cân nhắc rồi quyết định mang cả Đông Lăng về đi chơi. Diệp Trần vỗ vai Đông Lăng, nghiêm túc bảo, được, ngươi theo ta về Ôn Sơn, ta đảm bảo khiến ngươi cảm thấy thoải mái như ở nhà. Đông Lăng gật đầu, ừ, lên kế hoạch xong, Diệp Trần mượn cớ đi vệ sinh, tránh Đông Lăng đi, sau đó lập tức truyền tin cho Bạch Nhiễm. Sốt sáng nói, Bạch Nhiễm, ta sẽ mang cả Đông Lăng về cùng, ngươi nhớ sửa soạn trên núi một chút, nhất là động phủ của ta ấy, mấy món y phục ta vứt lung tung, cất hết đi cho ta, mấy quyển sách ta vứt lộn xộn thì xếp lại cho chỉnh tề một chút, còn nữa, Đông Cung Đồ các kiểu thì giấu kỹ vào, thể diện của ông Sơn dựa cả vào ngươi đấy hiểu chưa? Bạch Nhiễm ngẩn người, rụt rè hỏi, Đông Lăng, ý tiên chủ là Đông Lăng nào? Đông Lăng đế quân, Thái Sơn phủ quân ấy, có thứ gì đó kêu loãng xoảng một hồi. Sau đó Diệp Trần nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết ở Ôn Sơn, tiên chủ bị bắt cóc rồi, tiên chủ muốn dẫn theo Đông Lăng đế quân về, có phải chúng ta sẽ bị đánh chết hay không? Diệp Trần sầm mặt, cắt đứt cuộc truyền tin với Bạch Nhiễm. Trong lúc Diệp Trần đi truyền tin, ngọc thạch trong tay Đông Lăng bỗng sáng lên. Trên miếng ngọc thạch lập tức hiện ra chân dung thiếu hoa thân thoàng ruy băng, đầu cài lông hạc sạc sỡ. Đằng sau chàng ta có rất đông tiên quân và các cô nương. Thiếu hoa uốn éo khiêu vũ với một cô nương, phấn khởi hỏi, Đông Lăng, dạo này ngươi đi đâu vậy? Mọi người tìm ngươi chẳng được. Giờ bọn ta đang ở địa bàn của Phượng tộc. Ngươi mau tới đây chơi đi. Không đi, Đông Lăng thản nhiên đáp. Thiếu hoa chật chật mấy tiếng, tới đây uống chút rượu thôi cũng được, không thì thật uổng thanh danh của thiên đình tứ thiếu chúng ta. Ngươi tới Minh Phủ làm phủ quân ngu người rồi sao hả? Ha 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 ha, Đông Lăng ngẩng đầu, mỉm cười, nếu còn để ta nghe được lời đồn ngươi kéo ta làm thiên đình tứ thiếu gì gì nữa, ta đảm bảo ngươi sẽ không ra khỏi thiếu hoa cung được nữa đâu. Thiếu hoa lập tức bịt miệng, lắc đầu nguậy nguậy. Đúng lúc này, bóng Diệp Trần từ từ xuất hiện ở đằng xa, thiếu hoa trợn tròn mắt, hô to một tiếng, nàng ta. Đông Lăng giơ tay làm phép, chân dung thiếu hoa lập tức biến mất, Tử Vi đế quân mang rượu tới, thấy thiếu hoa ngơ ngơ ngác ngác bèn ôm một cô nương vào lòng rồi hỏi, Đông Lăng đâu rồi? Có một cô nương, thiếu hoa thều thào đáp. Tử Vi nhíu mày, gì? Thiếu hoa giật mình hồi thần. Túm Tử Vi lại bảo, bên cạnh Đông Lăng có một cô nương, có một cô nương. Xung quanh lặng ngắt, như tờ, trong chớp mắt ấy, các đế quân cùng có một dự cảm. Tên Đông Lăng vẫn luôn chê bai bọn họ buông thả dục vọng, vẫn luôn bảo muốn thành Phật. Có lẽ mùa xuân đã tới rồi. Chương 135, Chi Tử Vu Quy 6. Diệp Trần cực kỳ vui vẻ, tận tình tiếp đón Đông Lăng tới Ôn Sơn. Suốt dọc đường không ngừng giới thiệu về yêu ma quỷ quái trên Ôn Sơn. Vừa về tới cổng Ôn Sơn, Diệp Trần liền trông thấy Bạch Nhiễm dẫn theo già trẻ trên dưới ở Ôn Sơn đứng trước cổng đón. Một đám dưa vẹo táo nức sắp ngay ngắn chỉnh tề thành một hàng, run rẩy nhìn Đông Lăng bằng vẻ mặt thấy chết không sờn. Bạch Nhiễm đứng trước hàng người, Diệp Trần và Đông Lăng vừa đáp xuống, Bạch Nhiễm liền bước tới, run rẩy hành lễ trước Đông Lăng. Nói lập cà lập cập, cung nghênh, Thái Sơn Phủ, Phủ Quân, Đông Lăng hiện giờ là Thái Sơn Phủ Quân đương nhiệm, xưng hô chào hỏi thường được kèm thêm chức vị. Đông Lăng gật đầu, đáp lời, ừ, Phủ Quân, Quân, Đại, Giá Quan Lâm, ông, Sơn lấy làm Vinh, được rồi, ngươi đừng nói nữa. Diệp Trần sốt ruột ngắt lời Bạch Nhiễm. Ngươi không thể nói năng cho nên hồn được à? Đông Lăng nghe vậy liền cực kỳ hòa nhã bảo, Diệp Trần, đừng trách móc nặng nề người ta như vậy, nói lắp là chuyện bẩm sinh,
bổn quân không để tâm đâu, chúng tiên ở đây, Bạch Nhiễm thuộc vào hạng giỏi nói nhất ông Sơn, nếu bạn có thời gian, hắn ta có thể níu bạn lại nói liền một tháng không ngừng nghỉ, thế mà Đông Lăng vừa tới liền làm hắn bị xoắn lưỡi, mọi người im thinh thích, đứng run rẩy trên mặt đất, Đông Lăng quan tâm hỏi han, hơi lạnh nhỉ, nói xong, chàng vung tay áo, ông Sơn lập tức ấm hẳn lên, xuân về hoa nở, được chứng kiến màn xoay chuyển thời tiết này của y, đám người trên ông Sơn lại càng sợ, siêu quá, lợi hại quá, không thắng nổi, không hề có phần thắng, chúng dân đưa ánh mắt tha thiết nhìn Diệp Trần, gửi trao hy vọng cho nàng, Diệp Trần bất đắc dĩ, kéo Đông Lăng đi, đi thôi, mặc kệ bọn chúng, khoan đã, Bạch Nhiễm cuối cùng cũng góp đủ dũng khí, giữ rịt tay áo Diệp Trần lại, nói vội, tiên chủ chờ chút đã, ta có chuyện muốn nói, hóa ra không phải bị nói lắp, Đông Lăng gật gù, Bạch Nhiễm cứng người, cắn răng nói tiếp, tiên chủ qua đây đi, Diệp Trần nhíu nhíu mày, bị Bạch Nhiễm kéo đi, ra một chỗ thật xa, Bạch Nhiễm bày một kết giới, len lén nhìn Đông Lăng một cái, thấy chàng ta đang hào hứng nói chuyện với đám tiểu yêu bèn nhỏ giọng thậm thuộc nói với Diệp Trần, tiên chủ, Nguyệt Hà tiên tử đang dưỡng thương ở trong núi, làm sao bây giờ, Diệp Trần cứng đờ, tuy Đông Lăng nói là tha cho Nguyệt Hà nhưng ai biết có phải là tha thật hay không đây, lỡ như vừa thấy mặt liền động thủ thì sao, Diệp Trần đắn đo trong chốc lát rồi bảo Bạch Nhiễm, đuổi nàng ấy đi đi, Bạch Nhiễm giật mình kinh ngạc, thế có phải là tàn nhẫn quá không, đạo hữu chết, bần đạo không chết, lỡ Đông Lăng thấy nàng ấy liền khó chịu, đánh nhau ở ông Sơn, ngươi thấy ta nên tìm ai đòi đền tiền đây, Nguyệt Hà hay là Đông Lăng, Nguyệt Hà nghèo kiết xác tất nhiên là không đền nổi rồi, Đông Lăng hả, dù có trăm lá gan Diệp Trần cũng không dám đi tìm y đòi tiền. Bạch Nhiễm ngẫm nghĩ một hồi thấy Diệp Trần nói chí phải, móc bàn tính nhỏ cất trong tay áo ra gãy gãy, nếu Nguyệt Hà và Đông Lăng đánh nhau ở ông Sơn nhà bọn họ sẽ bị hao tổn ít nhất 10 vạn tiên thạch. Bạch Nhiễm tính xong bèn đáp ngay, tiên chủ nói rất đúng, ta sẽ đuổi nàng ta đi, bàn bạc xong, Bạch Nhiễm và Diệp Trần quay lại, lúc này, Đông Lăng đã thuyết phục thành công một tên tiểu yêu thay đổi chí nguyện từ học y sang lập chí xưng hùng xưng bá ở ông Sơn, da đầu Diệp Trần dần rợt, vội vàng lôi Đông Lăng đi, dẫn vào trong núi đi dạo, giới thiệu thắng cảnh núi non cho chàng ta biết, Đông Lăng gật gù, nghiêm chỉnh lắng nghe, Diệp Trần thấy không thể cứ một mình nói ra rã mãi bèn hỏi Đông Lăng, đế quân có nơi nào muốn đi hay có cảnh sắc nào muốn ngắm không, tùy. Đối mặt với câu trả lời thế này, Diệp Trần chẳng thấy bất ngờ chút nào. Câu nói kinh điển của người này chính là tùy duyên, tùy, tùy ý mà. Nàng gật đầu, ngẫm nghĩ, hay là ta dẫn ngươi đi ăn gì đó ngon ngon nhé? Ừ, Đông Lăng gật đầu, Diệp Trần liền dẫn Đông Lăng tới chợ ông Sơn, mua hai bát bánh trôi. Diệp Trần tự hào giới thiệu với Đông Lăng, con thỏ tinh này làm những thứ khác thì thường. Chỉ riêng là món bánh trôi này là cực kỳ ngon, ngươi xem, cái nhân vừng đen này, vỏ mịn mà mỏng, giống như một số người, vẻ ngoài trắng trẻo, non mềm, hồn nhiên, lương thiện, mở ra xem thử, trật, một bụng nước đen, nghe vậy, Đông Lăng dừng động tác ăn bánh trôi lại, Diệp Trần thấy chàng ta ngừng ăn thì quay sang bảo, ngươi làm sao thế, ăn đi chứ, ta đâu có nói ngươi. Nói cho ngươi biết nhé, đế quân là thần tiên lương thiện nhất đời này ta từng gặp đấy, mọi người hay bảo ngươi tàn bạo, ta lại thấy, ngươi chẳng qua chỉ là không biết thể hiện bản thân, thực ra ngươi rất tốt, nếu không đánh nhau thì tốt, không đánh nhau, Đông Lăng lắc đầu, chẳng thú vị gì, cả, Diệp Trần bóc quyết cho chàng ta, vô tư nói, vậy thì đừng có gặp ai cũng đánh, tìm ai mạnh ngang ngửa ngươi ấy. Tỷ như ai, Thiếu Hoa kìa, Diệp Trần đưa quyết cho Đông Lăng nhíu mày, Thiếu Hoa, Diệp Trần gật đầu, đúng thế, ta nghe nói Thiếu Hoa đế quân cũng giống ngươi, dung mạo tuấn tú, dũng mãnh thiện chiến nhưng biết làm người hơn ngươi nhiều, các nữ tiên trên thiên đình ai cũng khen hết, kể cả ngươi, ta,
Diệp Trần chỉ đầu ngón tay vào chính mình, nghĩ nghĩ rồi bảo, ôi, thực ra ta chưa từng tiếp xúc với Thiếu Hoa Đế Quân, trước đây đi nhìn chàng ta, toàn là nấp trong bụi cỏ, trên mái nhà để xem trộm, vì chưa từng bị phát hiện nên cũng không biết bị phát hiện thì sẽ thế nào. Theo kinh nghiệm âm thầm quan sát của ta, ta thấy vị Thiếu Hoa Đế Quân này thực sự rất được, ngươi còn từng đi rình trộm hắn. Đông Lăng nhíu mày nhìn quả quyết Diệp Trần bóc cho chàng ta, sao ngươi không đi rình trộm ta? Ngươi hả? Diệp Trần bật cười, nghe nói ai đi, rình trộm ngươi cũng bị đánh thành tán phế nên ta không dám đi. Đông Lăng im lặng, Diệp Trần tiếp tục luyên thuyên kể các tin đồn của Thiếu Hoa cho Đông Lăng nghe. Đông Lăng im lặng nghe một hồi lâu, cuối cùng bảo, sai lầm. Diệp Trần ngơ ngác, ngẩng đầu hỏi, gì cơ? Đông Lăng quay đầu đi, thái độ thản nhiên, ý ta là, Thiếu Hoa không tốt như các ngươi nói, ngươi với Thiếu Hoa Đế Quân, hắn toàn muốn lôi kéo quan hệ với ta. Đông Lăng đứng dậy, đi về phía nơi ở của Diệp Trần, trời đã chạng vạng, thêm một lát nữa là sẽ tối hẳn. Diệp Trần đi theo, trong lòng khá là kích động, tiên giới cũng có phân chia cấp bậc, sơn chủ như nàng đây cũng ngang với hộ nhà giàu mới nổi. Còn cỡ như đế quân, thì đúng là cần vai vế có vai vế, cần năng lực có năng lực, cần địa vị có địa vị. Cỡ như đế quân giống như người chỉ thấy ở trong sách vậy, rất hiếm khi thấy ngoài đời, vừa thần bí lại vừa có năng lực phi phàm. Một nửa các tin tức vỉa hè buôn dưa của tiên giới đều xoay quanh các đế quân, tỉ như dăm ba chuyện không thể không kể của Thiếu Hoa Đế Quân và Long Nữ. Dăm ba chuyện không thể không kể của Văn Xương Đế Quân lịch kiếp dưới trần và bé gái nhân gian mồ côi. Dăm ba chuyện không thể không kể giữa Tử Vi Đế Quân và Nguyệt Thần Vọng Thư. Trước đây, Diệp Trần rất thích những chuyện này. Trong bốn vị đế quân, người nàng hài lòng nhất chính là Thiếu Hoa. Kể ra thì, luận về diện mạo, Đông Lăng mới là kiểu nàng yêu nhất, nhưng tính tình Đông Lăng rất tàn bạo. Tính cách của Thiếu Hoa lại lạc quan, tao nhã, cực kỳ ân cần với các nữ tiên, là người tình trong mộng mà biết bao nữ tiên tha thiết mơ tưởng, mong được một lần tình cờ gặp gỡ, biết đâu chừng có thể kết thành nhân duyên. Chẳng qua, Diệp Trần đợi liền mấy vạn năm cũng không đợi được một lần ngẫu nhiên bất ngờ tình cờ gặp gỡ Thiếu Hoa nên bèn chặt đứt suy nghĩ này. Tuy vậy, sở thích hóng chuyện vỉa hè thì không hề đứt đoạn. Hôm nay có thể thu thập được nguồn tin trực tiếp từ một nhân vật trung tâm của các tin đồn, trong lòng Diệp Trần vô cùng phấn khích, hỏi thăm ngay, thế ngươi không mấy để ý tới Thiếu Hoa Đế Quân hả? Ừ, Đông Lăng gật đầu, ta không muốn làm bạn với bọn họ là Thiếu Hoa, Tử Vi, Văn Xương. Đông Lăng nói xong liền quay đầu lại, nghiêm túc bảo, bọn họ đều không phải người tốt. Sau này ngươi thấy họ thì cách xa ra một chút. Diệp Trần, cái này có vẻ hơi không giống trong tưởng tượng của Diệp Trần. Diệp Trần rụt rè hỏi, sao đế quân lại nói về các tiên hữu như vậy? Đông Lăng im lặng một lúc lâu rồi quay đầu lại, ta nói với ngươi, ngươi đừng nói với ai nhé. Vừa nghe thấy câu mở đầu này, Diệp Trần lập tức phấn chấn. Đông Lăng bắt đầu kể từ thủa hồng hoang kể đi, bôi xấu không chừa một góc nào, tỷ như Văn Xương bắt cá hai tay, tỷ như Tử Vi tự luyến cho rằng không nữ tiên nào đẹp bằng mình, tỷ như Thiếu Hoa chuyên ra vứt tất và quần lót trên giường. Diệp Trần nghe Đông Lăng dùng giọng điệu bình thản lột trần hết một mặt không muốn để ai biết của ba vị đế quân xong, có cảm tưởng hình tượng của ba vị đế quân sụp đổ rầm rầm trước mặt. Chuyện kể vừa hết thì cũng là lúc hai người về tới cửa phòng Diệp Trần. Đông Lăng nhìn nàng, ta vào uống chén trà nhé. Diệp Trần rầu rầu gật đầu. Đông Lăng đẩy cửa vào trong, liền thấy ngay một loạt tranh vẽ Thiếu Hoa dán đầy phòng. Những bức vẽ vụn về này cực kỳ thịnh hành ở thiên giới. Năm tiên thạch là đã mua được một tấm rồi. Các tiên nữ ái mộ Thiếu Hoa thường hay mua nó về dán lên tường, nhìn vật nhớ người. Đông Lăng nhìn thấy bức tường dán đầy tranh Thiếu Hoa liền dừng bước. Diệp Trần thấy lạ, sao Đông Lăng không vào nhỉ? Nàng ngẩng đầu lên, một bức tường toàn là Thiếu Hoa đập ngay vào mắt. Nàng nghẹn lời, thật muốn đánh chết Bạch Nhiễm. Mất mặt, quá mất mặt.
Diệp Trần muốn chôn mặt mình xuống đất, đứng đực ra ở cửa, không nói một lời. Đông Lăng chậm chậm quay người lại, nói với vẻ ý tứ sâu xa, hóa ra, ngươi thích Thiếu Hoa à? Diệp Trần hét lên, chạy vào phòng, xé hết tranh của Thiếu Hoa xuống, ném vào trong thùng rác. Đông Lăng đứng ở cửa, hai tay lồng trong tay áo, nghiêng người tựa khung cửa nhìn Diệp Trần hủy thi diệt tích đống lịch sử đen của mình. Chờ Diệp Trần làm xong, Đông Lăng mới đủng đỉnh nói, đừng quá băn khoăn, ai tuổi trẻ không một lần làm chuyện ngốc nghếch chứ, sau này khả năng nhìn người sẽ tốt lên. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn Đông Lăng, thấy khó hiểu tại sao Đông Lăng lại chắc chắn rằng mắt nhìn người của nàng sẽ tốt lên chứ. Đông Lăng mỉm cười, sao trời lấp lánh sau lưng, có ta gác cửa giúp ngươi rồi. Nghe vậy, Diệp Trần cực kỳ cảm động, nàng cảm thấy, kết giao bằng hữu nhiều năm, Đông Lăng là vì bằng hữu thực lòng thực dạ giúp đỡ nàng, suy nghĩ cho nàng nhất. Diệp Trần đi ra phía cửa, cầm tay Đông Lăng, kích động bảo, Đông Lăng, ngươi quả nhiên là bằng hữu tốt nhất của ta. Đông Lăng chăm chú nhìn bàn tay nàng nắm tay y đáp, ừ. Trong lúc Đông Lăng và Diệp Trần đi dạo núi, Bạch Nhiễm đã gói ghém tay nải gọn gàng tày chỉnh cho Nguyệt Hà, bảo Nguyệt Hà lặng lẽ chuồn đi. Đông Lăng và Diệp Trần ngồi hàn huyên trong phòng một lát, Diệp Trần thấy đã khuya bèn hỏi Đông Lăng, đế quân đã muốn đi ngủ chưa? Tùy, Đông Lăng gật đầu. Diệp Trần đứng dậy định đi tiễn Đông Lăng, Đông Lăng bỗng nhớ ra hỏi, Nguyệt Hà ở chỗ này của ngươi nhỉ, bảo nàng ta qua đây đi. Mặc dù ta đã tha cho nàng ta nhưng vẫn có vài việc cần phải dặn dò. Tỷ như, Diệp Trần thấp thỏm, Đông Lăng nhấp chén trà, đừng đi gặp Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà còn sống, Diệp Trần ngơ ngác, Đông Lăng liếc nàng, ngươi cho là Nguyệt Hà thả ai chạy mất. Nhắc thế, Diệp Trần mới ngớ ra, Mạc Vô Tà bị Đông Lăng nhốt vào vô gian địa ngục. Đây vẫn chưa phải là cái kết của câu chuyện. Bởi vì nếu đây là cái kết thì đã chẳng có chuyện nàng đi cứu Nguyệt Hà rồi. Diệp Trần ngồi xuống hỏi dò. Năm đó, sau khi đế quân tống Mạc Vô Tà vào địa ngục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Mạc Vô Tà vào địa ngục, làm theo cách của ta, tu hành sám hồi. Thế nhưng, có một ngày, hắn bỗng gặp được Nguyệt Hà. Ngươi cũng biết đấy, thần tiên sau khi lịch kiếp trở về đều phải uống nước vong xuyên. Hắn nhận ra Nguyệt Hà nhưng Nguyệt Hà thì không nhận ra hắn. Trong lòng hắn phẫn uất, cho rằng thiên đạo cố ý bẩn cợt hắn. Vậy nên nghiệp trướng khó tiêu, ngày ngày phải chịu nỗi khổ bị sắc nung đỏ đốt da người. Ngày qua ngày nguyền rủa Nguyệt Hà nhưng Nguyệt Hà thì vẫn không nhớ ra. Cho tới tận mười mấy năm sau, mẫu thân của Nguyệt Hà tới Minh Phủ, được Nguyệt Hà tới dẫn đường. Mẫu thân Nguyệt Hà vừa nhìn liền nhận ngay ra nàng. Đi trên đường Hoàng Tuyền, kể lại chuyện đã qua năm đó, Nguyệt Hà ra bờ vong xuyên, tự ngâm mình vào dòng nước, uống một ngụm nước vong xuyên, quên hết chuyện cũ, uống thêm một ngụm nước vong xuyên nữa, lại nhớ ra, thế là Nguyệt Hà vào vô gian địa ngục, bản ý là muốn khuyên Mạc Vô Tà hướng thiện, thế nhưng Mạc Vô Tà đã bị tà khí xâm nhập hoàn toàn, trở thành một ma chân chính. Hắn hỏi Nguyệt Hà, nếu có yêu, tại sao không thể hy sinh, tại sao có thể nhìn hắn ngày ngày chịu khổ ở địa ngục mà vẫn thờ ơ, vì chứng minh tình cảm của bản thân. Diệp Trần bật cười cay đắng, Nguyệt Hà liền thả hắn ta ra sao? Đông Lăng gật đầu, Diệp Trần thở dài, nghiệt duyên, Mạc Vô Tà đã không còn là Mạc Vô Tà. Đông Lăng cũng tỏ vẻ tiếc nuối, kẻ thành ma sao có thể dễ dàng quay đầu như vậy, thế nhưng Nguyệt Hà chung quy vẫn không thể tham ngộ ra được. Nghe Đông Lăng nói vậy, Diệp Trần tò mò nhìn, nghe ý của đế quân, phải chăng là muốn khuyên Nguyệt Hà từ bỏ mối tình này, chẳng lẽ không nên? Đông Lăng nhíu mày, Diệp Trần cười, thế nhưng mà, đế quân, tình cảm nói bỏ là có thể bỏ được, đã chẳng gọi là tình cảm. Nếu ta là Nguyệt Hà, sắc mặt Diệp Trần dịu dàng, ta cũng sẽ đi tìm Mạc Vô Tà. Hắn đã nhập ma, tìm được hắn thì có để làm gì? Đông Lăng không hiểu. Diệp Trần nâng chén trà lên nhấp miệng, thái độ nhẹ nhàng, hắn thành tiên, ta đi cùng hắn, hắn nhập ma, ta độ hắn, trên trời dưới đất, Bích Lạc,
Hoàng Tuyền, ta thích hắn, tất nhiên sẽ không thể mặc kệ hắn được. Bài không ngữ khí bôn như điện thăng thiên nhập địa cầu chi biến thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền lưỡng sứ mang mang rai bất kiến dịch nghĩa, xé tầng mây, cưỡi làn gió, đi nhanh như chớp lên trời, xuống đất, tìm khắp mọi nơi trên từ mây biết, dưới đến suối vàng cả hai nơi đều mênh mang không thấy sau này. Cụm từ này dùng để chỉ khắp cả trên trời dưới đất, buồn, thi vi ẩn, Đông Lăng kinh ngạc. Diệp Trần đưa mắt nhìn những vì sao bên ngoài, đế quân, đêm khuya rồi, mời về thôi. Đông Lăng im lặng, mấp máy môi, cuối cùng bảo, Diệp Trần, gì, có người ở bên, thực sự là một chuyện rất may mắn. Nói xong, Đông Lăng liền đứng dậy, xoay người ra về. Diệp Trần ngơ ngác nhìn bóng lưng của y, chiếc áo màu trắng bạc nhuộm màu trắng sáng, không biết tại sao, nhìn bóng lưng ấy. Diệp Trần bỗng nhớ về những năm thủ hồng hoang, người ấy được gọi là sát thần Đông Lăng. Đông Lăng ngày ấy vẫn còn niên thiếu, nàng cũng vẫn còn trẻ, thiên địa chi sơ, hồng hoang hỗn độn. Mọi người còn chưa khai mở thần thức, chưa biết học tích cốt, phải ăn linh chi linh thảo, linh khí mỏng manh, linh chi rất hiếm, đồ ăn phải tranh cướp nhau. Diệp Trần chẳng qua chỉ là một cây đàn cổ. Ký ức những ngày còn là đàn rất mông lung, chỉ nhớ mang máng có người cõng nàng đi mỗi ngày, ngón tay với khớp xương rõ ràng vuốt ve dây cầm của nàng, nào gãy nào lướt, tấu lên khúc nhạc ban sơ của thiên địa, nhạc luật giúp nàng khai mở thần trí. Rồi một ngày, bỗng tham ngộ, hóa thành hình người, khi nàng biến được thành hình là hồng hoang trung kỳ, thuở ấy, Đông Lăng còn chưa hiển lộ thần uy nhưng cũng đã có danh vọng. Người bình thường không ai dám động tới, thấy Đông Lăng, hoặc là xông vào chém giết, hoặc là cắm đầu bỏ chạy. Nhưng nàng không biết, Đông Lăng là vị thần tiên đầu tiên nàng gặp sau khi biến ảo thành hình. Lúc ấy, hắn đang tranh cướp một hạt linh chi với người ta, đối phương là một con rắn thành tiên, phun độc vào mắt Đông Lăng. Vậy nên, người Diệp Trần gặp là một Đông Lăng bị thương đầy mình, hai mắt bị mù. Lúc ấy nàng không hiểu gì cả, thấy có người ngã vào bụi cỏ thì liền chạy lại cứu người, nàng không biết phải cứu người thế nào, bèn nghĩ, hay là đánh đàn đi, nàng dùng tiếng đàn của mình chỉ quá nửa thương tích cho Đông Lăng, cuối cùng Đông Lăng cũng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chàng ta làm sau khi tỉnh lại chính là kề kiếm lên cổ nàng, nàng sợ muốn chết, Đông Lăng cảm nhận hơi thở của nàng, nhíu nhíu mày, là ngươi đã cứu ta. Đúng thế, Diệp Trần run run đáp, ngươi chớ có lấy oán trả ơn. Đông Lăng thu kiếm về, hờ hững đáp, từ đó trở đi, Đông Lăng liền dẫn nàng theo, lưu lạc thiên nhai sửa hồng hoang, chàng ta đi đằng trước, nàng lặng lẽ theo sau. Trước nay chàng ta chưa từng hỏi nàng có ở đằng sau không bởi vì nàng vẫn luôn ở đó, tuy lúc ấy Đông Lăng bị mù nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh, nàng nấp sau chàng ta. Xem chàng ta đánh nhau rồi sau đó lặng lẽ mò ra, Đông Lăng liền ném cho nàng một chút đồ ăn, nàng lập tức nịnh bợ, cảm ơn tiên quân thật oai phong, tiên quân thật tuyệt vời. Sau này, Diệp Trần nghĩ, sở dĩ mình trở thành một thần tiên hèn yếu, một phần rất lớn liên quan tới chuyện nàng gặp được khi vừa mới biến hình, vì được tiên chi linh thảo của Đông Lăng nuôi nấng, Diệp Trần trưởng thành rất nhanh. Nhanh chóng có được một chút bản lĩnh, thành công vượt qua giai đoạn hồng hoang mà các tiểu tiên bé nhỏ có thể trở thành kẻ lót đường bất cứ lúc nào. Kể từ lúc đó, nàng bắt đầu kết bằng hữu với rất nhiều người, tỉ như một con sói con phương Bắc, nàng không thân với con sói con đó lắm, chẳng qua nó thấy Đông Lăng cho nàng ăn, bèn cũng đi theo Đông Lăng giống nàng, lúc ấy mắt Đông Lăng chưa khỏi. Không nhìn thấy gì nên có những lúc cần có bọn họ giúp, sói con luôn rất vồn vã, Đông Lăng thì chẳng mấy để ý nó, lần nào cướp được linh chi cũng chỉ cho Diệp Trần, sói con thích ăn linh chi trong tay Diệp Trần được cho nhiều, thỉnh thoảng cũng chi cho sói con một ít, sau đó được sói kể chuyện cho nghe, ví dụ như nó kể có một gã tên là Thiếu Hoa cực kỳ hung tàn. Có một gã tên Tử Vi cực kỳ hung tàn và có một gã tên Văn Sương vừa hèn hạ vừa hung tàn. Sói con được nàng cho ăn một thời gian,
bỗng nhiên hỏi nàng, ngươi có muốn đi cùng ta không? Nàng không hiểu, đi đâu? Ta muốn lên phương Bắc, tạo lập lãnh thổ của mình, rốt cuộc ta cũng không thể cứ đi cùng ngươi sinh linh chi ăn mãi được. Sức mạnh chỉ có ở trong tay mình mới thực sự là của mình. Không sao, lúc ấy nàng ngô nghê đáp, Đông Lăng cho ta linh chi, ta đem chi cho ngươi là ổn mà. Sói con hừ một tiếng, đừng có ngớ ngẩn thế, chờ khi mắt hắn khỏi rồi, chúng ta sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Đêm đến, sói con bỏ đi. Diệp Trần mới đầu không hiểu ý của sói con, nhưng ăn nhiều linh chi nên nhanh trưởng thành. Mắt Đông Lăng vẫn chưa khỏi, nàng đã đến tuổi suy ngẫm những lời sói con nói. Nàng bắt đầu biết Hồng Hoang là nơi đáng sợ thế nào, biết được lúc nguy ngập, bằng hữu có thể tàn sát lẫn nhau để tranh giành linh thảo. Nàng bỗng cảm thấy, lời sói con nói, không hẳn không có lý. Mắt Đông Lăng bắt đầu khá dần lên nhưng vẫn còn thiếu một vị thuốc. Chàng ta cần một viên yêu đan của Lang Vương. Đông Lăng đi lên phương Bắc, Diệp Trần cũng đi theo, vẫn giống như mọi lần. Nàng nấp phía sau, Đông Lăng xông lên chém giết. Sau đấy, Diệp Trần nhìn thấy sói con, hắn tu luyện rất nhanh, giờ đã là Lang Vương. Sói con ác chiến với Đông Lăng rất lâu, nàng nấp ở đằng sau. Nhìn thấy Đông Lăng không chút do dự xé đôi người sói con, lúc sói con bị Đông Lăng cướp yêu đan, nó lẳng lặng nhìn nàng, mất mấy miệng rồi nhắm mắt lại. Diệp Trần nhận ra, hắn nói, đi mau. Thế là Diệp Trần đi, vào khoảnh khắc sói con chết, nàng bỗng ý thức được, bản thân không thể dựa vào Đông Lăng cả đời, chẳng có ai có thể che chở cho ai cả đời ở Hồng Hoang, kẻ mới hôm qua còn nói cười vui vẻ, hôm nay liền có thể hạ sát nhau trong chớp mắt. Nàng hoảng sợ bỏ đi. Còn Đông Lăng, sau khi lấy được yêu đan của sói con, chàng độ lại linh lực cho nó, hờ hững nói, tu hành lại một lần nữa đi. Nói đoạn, chàng bỏ sói con vào trong tay áo. Sau đó, chàng quay đầu lại. Chàng đã đi rất lâu, mắt dần dần tốt lên, nhưng phía sau chàng không có một bóng người. Không có ai nấp đằng sau chàng, không có ai hỏi xin linh chi linh thảo của chàng rồi hào hứng reo lên tiên quân thật oai phong. Chàng không biết đó là ai, thậm chí chẳng biết tên người đó. Nhiều năm sau, Hồng Hoang có thêm một vị thần tiên, nàng ta chẳng có cốt khí, cũng chẳng thấy đánh nhau, chạy trốn là giỏi nhất. Đông Lăng nhiều lần ngẫu ngộ vị thần tiên này nhưng gần như chưa gặp mặt bao giờ. Cùng lắm là thấy một bóng lưng hùng hục bỏ chạy. Thực ra, chàng chẳng có ác ý gì, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Diệp Trần và Đông Lăng, ngoài một khoảng thời gian lúc ban đầu như vậy thì lần duy nhất gặp nhau là khi thiên đạo đại kiếp nạn tới. Lần ấy, Diệp Trần cùng đường, đành phải hóa thành một cây đàn nhỏ, vụng trộm núp trong tay áo Đông Lăng. Thời gian trôi qua đã lâu, quá lâu, có lúc Diệp Trần còn chẳng nhớ, thuở ban đầu, nàng đã từng có lúc ở gần Đông Lăng tới như vậy, có lúc, nàng thậm chí không nhớ ra, Đông Lăng khi ấy trông như thế nào. Thế nhưng, đêm nay, bóng lưng nhuộm ánh trăng lúc ra về của Đông Lăng lại khiến Diệp Trần nhớ tới thiếu niên năm đó, áo trắng từ trong ra ngoài, tay cầm trường kiếm, dây trắng cột một nửa tóc dài, chàng đưa lưng về phía Diệp Trần, một mình đi trước. Không quay đầu lại, nàng thích nhất là đi theo chàng ta lúc trời đêm, trăng của Hồng Hoang cách mặt đất rất gần, bình nguyên cát vàng mênh mông vô bờ, người thiếu niên cao lớn, dáng đứng như một thanh kiếm sắt đã ra khỏi vỏ, trừ khi thân tử hồn tiêu, bằng không chẳng ai có thể khiến chàng khom lưng, nhớ tới Đông Lăng năm ấy, không hiểu tại sao, trong lòng Diệp Trần bỗng thấy ấm áp, nàng nâng tay lên. Trên bàn liền xuất hiện một vò rượu, nàng xách bầu rượu ra ngồi ngoài hành. Lang dài, gọi Bạch Nhiễm tới, đi tìm Nguyệt Hà đi, bảo nàng ấy đừng chạy nữa. Quay về đi, không sợ đế quân đánh nàng ta à? Bạch Nhiễm thắc mắc, Diệp Trần nghĩ rồi bảo, chắc là không đâu nhỉ. Đế quân trông có vẻ là một người văn minh, Bạch Nhiễm nửa tin nửa ngờ đi tìm Nguyệt Hà. Diệp Trần ngồi yên trên hành lang, ngắm trăng. Uống rượu, uống được một lúc thì Bạch Nhiễm vội vội vàng vàng chạy tới. Tiên chủ, sao?
Diệp Trần vừa thấy Bạch Nhiễm như vậy liền biết ngay là không hay rồi. Bạch Nhiễm chạy tới, nói nhỏ, tiên chủ, Nguyệt Hà tiên tử đi Vô Vọng Nhai rồi. Vô Vọng Nhai, Diệp Trần ngơ ngác. Bạch Nhiễm lập tức phổ cập kiến thức cho Diệp Trần, chính là cái chỗ đạo tràng sau này của Mạc Vô Tà ấy ạ. Diệp Trần còn lập được cả đạo tràng, xem ra Mạc Vô Tà cũng đã thành một nhân vật có số má. Tất nhiên, đây không phải điểm chính yếu, điểm chính yếu là nàng ấy đi làm gì, tìm Mạc Vô Tà, muốn chết rồi. Diệp Trần đập trán, sau đó nghĩ ngợi rồi, bảo, không thể mặc kệ được. Ta phải đi tìm nàng ấy về, nàng ấy còn cứ như vậy, chắc chắn sẽ bị Mạc Vô Tà hại chết mất. Kẻ thành ma, trọc vào làm cái gì chứ? Nói xong, Diệp Trần đi về phía bên trái, nhưng không biết nghĩ gì, lại lập tức lộn ngược đi về bên phải. Nói tiếp, ta không thể đi gọi Đông Lăng được, hắn mới bảo không cho Nguyệt Hà đi gặp Mạc Vô Tà. Giờ mà biết Nguyệt Hà đi gặp, chắc chắn sẽ cho là Nguyệt Hà hết đường cứu, sẽ không tha cho Nguyệt Hà nữa. Nói rồi lại đi về phía tay trái, ta có đánh thắng được Mạc Vô Tà không? Lại đi sang phải, chắc là được, một phàm nhân mới thành ma, sợ gì chứ? Rồi lại sang trái, nhưng lần trước tới Minh Phủ, ta cũng bảo y vậy, sang phải, đi cứu nàng ấy thôi, sang trái, ta đâu phải người nghĩa khí như vậy phải không? Sang phải, nhưng Nguyệt Hà còn nợ ta rất nhiều tiền, không đi cứu thì biết đòi nợ ai. Sang trái, không thể bán mạng vì tiền được. Sang phải, tiên chủ, Bạch Nhiễm trống mặt muốn ngất tới nơi. Tiên chủ, suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, đi tới đi lui như vậy làm gì? Ta căng thẳng, Diệp Trần rầu rĩ đáp, ta sắp phải đơn thương độc mã vượt ngàn dặm đường lao tới xào huyệt của ma đầu cứu bằng hữu. Sao có thể không căng thẳng chứ? Bạch Nhiễm bị Diệp Trần làm nghẹn lời, thở dài, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Diệp Trần, thở dài như một bà mẹ già. Tiên chủ, pháp khí đều ở đây cả, tiên chủ cứ yên tâm mà đi, mang nhiều pháp khí như vậy mà ngay cả một ma đầu tu hành chưa tới 500 năm cũng đánh không lại thì đừng sống nữa, đi đầu thai làm phàm nhân luôn đi, biết chưa? Diệp Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới tu hành 500 năm thôi à, tiên chủ nghĩ sao, ta đi đây. Diệp Trần cầm túi càn khôn, hóa thành một vệt sáng bay tới Vô Vọng Nhai. Vô Vọng Nhai là đạo tràng của Mạc Vô Tà, tất nhiên là nằm ở địa bàn của ma tộc. Diệp Trần biến thành một tiểu yêu tinh, lẻn vào địa bàn của ma tộc. Ma tộc không giống thiên giới mà giống hồi hồn hoang hơn, không có hoa cỏ cây cối, ban ngày trời nắng gắt, ban đêm lạnh buốt giá, không phải quá nóng thì là quá lạnh, cát vàng bay đầy trời, khung cảnh tiêu điều. Diệp Trần đi rất lâu mới tới được đáy vực Vô Vọng Nhai. Vừa đặt chân xuống đáy vực, Diệp Trần liền thấy cảnh tượng bất ngờ biến đổi, xung quanh bỗng hiện ra hơn chục con đường. Diệp Trần biết đây là một trận đồ âm dương. Trận đồ âm dương thực ra là gồm hai trận đồ, một thật, một giả, cái thật để đi, cái giả thì phải phá. Diệp Trần không biết rốt cuộc trước mắt cái nào là thật, đành phải đi thử tiếp. Nàng chọn đại một đường bất kỳ, càng đi đường càng tối lại. Đầu ngón tay Diệp Trần sáng lên đốm lửa soi sáng mặt đường, xung quanh bắt đầu có tiếng nước chảy tí tách. Diệp Trần nuốt nước bọt, thấy hơi sợ sợ. Tuy nàng là thần tiên nhưng là một thần tiên cực kỳ nhát gan, giờ lại chỉ đi một mình, trong lòng không khỏi thấy hơi sợ. Có tiếng nước tí tách xung quanh, hình như có tiếng thứ gì đó trường bò. Diệp Trần bấm sẵn pháp quyết, sẵn sàng chiến đấu. Đi được một đoạn đường, Diệp Trần bỗng nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục, giật mình nhìn lại, bỗng thấy xuất hiện thêm hơn chục cặp mắt xanh lục nữa. Diệp Trần thắp ngọn lửa ở đầu ngón tay sáng lên, bấy giờ mới nhìn ra, là rắn, mấy trăm con rắn tụ cùng một chỗ. Riêng có một con rắn to có tận hơn chục cái đầu, mỗi đầu có một cặp mắt phát sáng xanh lục trong đêm tối, mấy trăm con rắn vặn vẹo uốn éo, kêu phù phù. Diệp Trần sợ mềm nhũn chân, hơn chục cái đầu bất thình lình lao về phía Diệp Trần. Diệp Trần hét ầm lên, chạy ngược trở ra, nàng hoảng tới mức chạy không để ý đường, miệng gọi lung tung,
cuối cùng cũng gọi được một cái tên khiến nàng thấy an tâm. Đông Lăng, Đông Lăng, cái tên này dường như cho Diệp Trần có thêm sức mạnh, không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Diệp Trần cắm đầu cắm cổ chạy, cái thứ kia không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là thú dữ, 10 con mãnh thú hợp làm một, đánh thì đánh thắng thôi nhưng mà thấy gớm quá, nhiều rắn như vậy, thật hết hồn. Diệp Trần bị đuổi theo, suýt thì bật khóc, quay đầu thấy vẫn còn bị bám theo, Diệp Trần bỗng va phải một lồng ngực ấm áp, liền đó là một giọng nói quen thuộc, Diệp, vừa dứt lời, đằng sau liền có tiếng nổ mạnh, cái người có mùi hương quen thuộc bọc nàng trong lòng, Diệp Trần hơi run, không nói tiếng nào, trong giọng nói của đối phương có ý cười, biết rõ rồi còn cố hỏi, ta vừa mới nghe thấy ngươi kêu Đông Lăng, là gọi ta à, Diệp Trần thấy mất mặt quá, giấu mặt trong ngực đối phương, không chịu ló ra, thần tiên còn sót lại từ thời hồng hoang lại bị một con rắn đuổi chạy suýt khóc, chuyện này mà đồn ra ngoài, còn mặt mũi nào mà sống ở đời nữa, Đông Lăng ôm nàng, hiểu nỗi xấu hổ của Diệp Trần, cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt đầy ấm áp, vẫn chưa ôm đủ à, Diệp Trần lập tức thả tay, nhảy bật ra, cúi đầu, nấu thinh, Đông Lăng bước tới gần, nắm tay Diệp Trần, thở dài bảo, đi thôi, mà này, Diệp Trần được chàng ta kéo đi, trong lòng thả lỏng ít nhiều mới nhớ ra hỏi, sao ngươi lại tới đây, ta đi theo, mà, Đông Lăng đáp thản nhiên, Diệp Trần lấy làm khó hiểu, ngươi đi theo ta làm gì, Đông Lăng quay đầu nhìn Diệp Trần, đáp rất đương nhiên, ngươi nửa đêm lén lút bỏ chạy là định quẳng ta lại ông Sơn phải không, đã bảo là sẽ dẫn ta đi trải nghiệm phong thổ nhân tình của ông Sơn cơ mà, nói rồi, Đông Lăng tỏ ra trách cứ, Diệp Trần, ngươi thật thiếu trượng nghĩa, hai người ra tới ngoài, chỗ ban đầu chọn lối đi, nó là một quảng trường nhỏ với hơn chục con đường vây quanh, hiện giờ, từ các con đường đang có nhung nhúc rắn bò ra, Tử Quy hiện ra nằm trong lòng bàn tay Đông Lăng, Đông Lăng đưa tay vẽ một vòng tròn trên mặt đất, kéo người Diệp Trần, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt toát lên sự lạnh lẽo, một nơi thú vị như thế này, sao ngươi có thể đi mà không mang ta theo, Diệp Trần bỗng chốc hiểu ra, phải rồi, nơi thế này, sao có thể không mang theo tên Đông Lăng cuồng đánh nhau đi cùng chứ, thật lãng phí quá, chương 136, Chi Tử Vu Quy 7 vừa dứt lời, Diệp Trần liền nhìn, thấy thanh kiếm trong tay Đông Lăng bùng nổ kiếm quang, quét ngang qua lũ rắn, kiếm quang thế như lôi đình, nổ đùng đùng giữa bầy rắn, những con rắn nhỏ lập tức bị nổ tan xác, chỉ còn lại bọn rắn nhiều đầu là vẫn xông tới, Đông Lăng vỗ người Diệp Trần dặn dò, lùi ra sau chờ, sau đó chàng ta liền xông về phía lũ rắn, tay nâng kiếm, mấy cái đầu rắn lập tức bị chém thành nhiều khúc, cả chục con thú dữ, ở trong tay Đông Lăng, đều không qua nổi một chiêu, Diệp Trần vô cùng phỉ nhổ lũ rắn nhiều đầu này, đúng là hạng bét, nàng nhón chân cố né bãi máu, đi tới đằng sau Đông Lăng, rụt rè hỏi, không sao chứ, Đông Lăng không đáp, lưng vẫn đưa về phía Diệp Trần, Diệp Trần thấy lạ bèn chạm thử, vừa chạm vào, Đông Lăng liền thuận thế ngã xuống người nàng, ối, Diệp Trần giật mình, Đông Lăng ôm cánh tay, mệt mỏi dựa vào người nàng, ta trúng độc rồi, gì cơ, không phải chỉ chém một nhát thôi sao, sao nói chúng là trúng độc được hay vậy, đế quân à, ngươi đường đường là một sát thần cơ, mà, chém có mấy con rắn mà cũng ra nông nổi này hả, Diệp Trần, Đông Lăng che miệng vết thương, khó nhọc bảo, ngươi đỡ ta tới chỗ nào sạch sẽ ngồi xuống trước đã. Tuy trong lòng Diệp Trần còn đang nghĩ tại sao chuyện này lại xảy ra nhưng ngoài mặt thái độ vẫn rất tích cực dìu Đông Lăng tới, một chỗ sạch sẽ để ngồi, Đông Lăng vừa ngồi xuống liền phải dựa vào vai Diệp Trần bất giác rụt người lại nhưng rồi lại nghĩ Đông Lăng là người đang bị thương, trong lòng Diệp Trần sốt ruột, mới cửa đầu tiên, Đông Lăng đã ngã xuống, đoạn đường về sau biết thế nào đây, Diệp Trần nghĩ ngợi rồi quyết định, đế quân. Chúng ta trở về nhé, ta mang ngươi đi trị thương, thế, có được không? Đông Lăng ngẩn người, yếu ớt bảo, chúng ta đã đi tới tận đây rồi,
không đón được Nguyệt Hà về chẳng phải là hoài công hay sao? Tận đây là tận đâu chứ? Diệp Trần nói toạc ra, ngay cả cửa chúng ta cũng còn chưa qua được ngươi đã ngã xuống rồi. Đế quân à, ta thấy chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta không đáng phải mạo hiểm cả tính mệnh vì Nguyệt Hà đâu. Đông Lăng im lặng một hồi, đắn đo suy nghĩ, không phải ngươi với Nguyệt Hà là bằng hữu tốt sao? Có là bằng hữu thì cũng không thể bán mạng vì nàng ấy được. Diệp Trần nói đúng lý hợp tình, Đông Lăng không phản bác được. Nhìn vẻ mặt không hề có chút áy náy nào của Diệp Trần, bỗng nhiên cũng cảm thấy thực sự rất có lý. Hồi trước chàng lên núi đao xuống biển lửa vì bọn Thiếu Hoa, Tử Vi có lẽ là quá ngây thơ. Diệp Trần thấy Đông Lăng có vẻ buồn bèn rụt rè hỏi, đế quân đang nghĩ gì vậy? Cũng không có gì, chẳng qua là nhớ lại những chuyện trước kia từng làm, được ngươi nhắc nhở, ta mới thấy mình thật ngu ngốc, trước đây ngươi từng làm những gì? Diệp Trần bị cuốn theo câu chuyện của Đông Lăng. Đông Lăng thở dài, đem hết chuyện đánh nhau giúp bọn Thiếu Hoa ra kể. Diệp Trần càng nghe càng sửng sốt. Sau khi Đông Lăng kể hết, điều đầu tiên Diệp Trần nghĩ tới là, không phải đế quân bảo đế quân không có bằng hữu hay sao? Ta với bọn họ mà cũng được coi là bằng hữu hay sao? Đông Lăng buồn bã, bọn họ chẳng qua chỉ muốn lợi dụng ta thôi. Diệp Trần gật gù tán đồng. Theo cách nói của Đông Lăng thì mấy tên đế quân này quả thực không phải là hạng tốt lành gì. Thấy Đông Lăng thật thà liền đẩy hết những việc nặng nhọc nhất cho chàng ta làm. Nào là ba lần bắt Thao Thiết, nào là lên núi đao xuống biển lửa bắt giết ma đầu. Đông Lăng vẫn luôn là một người rất đơn thuần. Diệp Trần biết, ngoại trừ thích đánh nhau thì không có chút khuyết điểm nào. Diệp Trần thở dài, bảo với Đông Lăng, ngươi nghĩ đúng rồi đấy. Sau này thấy bọn họ nhớ phải cách xa ra một chút, nếu bọn họ còn bắt ngươi làm mấy chuyện vậy nữa thì hãy nói với ta. Nói với ngươi làm gì? Đông Lăng phát hiện mình chẳng bao giờ có thể bắt kịp hướng tư duy của Diệp Trần. Diệp Trần cười nhếch mép, ta giúp ngươi xem thử xem có phải bọn họ lợi dụng ngươi không? Đông Lăng, nói xong chuyện này Diệp Trần mới nhận ra mình bị Đông Lăng kéo đi lạc, đề mất rồi, bèn nói chặn ngay, đế quân. Chúng ta về thôi. Đông Lăng im lặng một lúc, vẫn chưa chịu thôi. Thực ra ta vẫn còn đánh được. Đánh cái gì mà đánh? Diệp Trần ngắt lời chàng ta. Đế quân, ngươi bớt hiếu chiến đi. 36 kế, chuộng là thượng sách. Chúng ta về gọi thêm người tới cứu Nguyệt Hà. Giờ cứ tạm gác lại đã, nhé. Đông Lăng không nói gì nữa, bị Diệp Trần kéo đi. Kết quả, đi một vòng, họ lại quay về chỗ lúc đầu. Diệp Trần nhìn đường, lại đi tiếp, lại đi thêm một vòng rồi quay về chỗ cũ. Diệp Trần cau mày, chỗ này trông quen quen nhỉ. Đông Lăng im lặng dựa vào người Diệp Trần, không nói tiếng nào, đi liền mấy chục vòng. Cuối cùng Diệp Trần cũng nhận ra, đế quân ơi, chỗ này có phải chỗ lúc đầu chúng ta đi không? Phải, đế quân. Diệp Trần buồn bực, sao không nhắc ta sớm? Ngươi có hỏi ta đâu? Đông Lăng đáp rất đương nhiên. Diệp Trần nghẹn lời, dìu Đông Lăng ngồi xuống chỗ cũ, thở dài hỏi, ngươi nói đi, giờ làm gì đây? Cứ đi tiếp, đi. Đông Lăng dựa vào người Diệp Trần, ngươi đừng quá lo, trông ta yếu vậy thôi chứ thực ra vẫn đánh được. Diệp Trần thực sự chẳng mấy tin, người này đã đến mức chỉ có dựa vào người nàng mới đi được. Thật khó tưởng tượng nếu có nguy hiểm, người này sẽ bảo vệ nàng thế nào? Giờ đã không tìm được đường về, đành phải đi vào phá trận vậy. Diệp Trần cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác hay hơn. Dìu Đông Lăng dậy, nghiến chặt răng, đế quân, chọn một đường đi. Đông Lăng từ từ nhìn hơn chục lối đi một lượt rồi nói, chọn luôn cái đối diện này đi. Diệp Trần không muốn hỏi vì sao, vì nàng sợ sẽ nhận được một câu trả lời làm nàng thêm tuyệt vọng. Diệp Trần dìu Đông Lăng đi sâu vào trong, Đông Lăng dựa hẳn toàn thân vào người Diệp Trần, thở dài bảo, Diệp Trần, ngươi gầy thật đấy, chừng nào về ta sẽ ăn nhiều hơn, gầy chút cũng tốt. Đông Lăng liếc xéo xuống nhìn ngực nàng một cái rồi quay đầu đi, cảm giác lúc ôm thấy cũng không phải tệ. Diệp Trần, nàng cứ có cảm giác đang bị. Đông Lăng trồng ghẹo, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thì vẻ mặt đối phương lại rất ngay thẳng.
như thể hoàn toàn không biết mình đã nói gì. Nàng thực sự không tin Đông Lăng lại biết trồng ghẹo. Hơn nữa, Đông Lăng mà trồng ghẹo nàng, e rằng chỉ có chàng ta chịu thiệt. Tuy Diệp Trần biết mặt mũi mình không tệ nhưng giữa chốn thiên giới so kè về khí chất, nàng cảm thấy khí chất của bản thân chỉ có thể dùng từ độc đáo để hình dung, thô tục hèn hạ độc nhất vô nhị trong các nữ tiên. Khí chất này rất hiếm có nữ tiên nào có thể so thắng được nàng. Nàng im lặng không nói tiếp, kéo Đông Lăng đi tiếp, đi hết đường, trước mắt bỗng sáng lên. Sau khi mắt điều tiết quen với ánh sáng mới nhận ra trước mắt là một thôn làng, bờ ruộng ngang dọc, trẻ con chơi đùa trên bãi đất. Diệp Trần quay sang nhìn Đông Lăng, Đông Lăng thở dài, cảm khái, ôi thế ngoại đào nguyên, là ảo cảnh, làm sao bây giờ, nghĩ lát đã. Đông Lăng chẳng hề căng thẳng chút nào, bảo nàng, tìm một chỗ ở trước đã, đợi thương thế của ta khá lên rồi bàn tiếp. Diệp Trần thấy Đông Lăng nói có lý, dìu chàng ta vào thôn, bắt chuyện với một cụ già. Cụ ạ, chúng cháu là người ở nơi khác tới, đây là tướng công. Đông Lăng nói thay, ép Diệp Trần phải nuốt mấy chữ ca ca trở vào, tiếp tục cười nói, chúng cháu gặp sơn tặc, chàng bị thương, xin cho hỏi trong thôn có chỗ cho người ngoài ở không, chúng cháu có thể trả phí tổn. Cụ già nghe Diệp Trần nói vậy bèn chỉ một gian nhà, cái nhà kia là của ta ở một gian, gian kia để không, các ngươi ở đi. Diệp Trần nhìn Đông Lăng gật đầu, Diệp Trần mới nói cảm ơn rồi dìu Đông Lăng vào trong gian nhà trống. Đây là một gian nhà tứ hợp viện nhỏ, có vẻ đã lâu không có người ở, cho bụi đóng giày. Diệp Trần vào phòng, niệm chú làm sạch nhưng không được, niệm lại một lần nữa, vẫn không thấy có phản ứng gì, không dùng pháp thuật ở đây được. Đông Lăng nói với vẻ bất đắc dĩ, tự quét dọn thôi. Diệp Trần xị mặt, Đông Lăng chúng độc, đâu thể bắt y làm chuyện này. Diệp Trần đành phải tự làm một mình, vừa quét dọn, Diệp Trần vừa nói chuyện, tính ra phải mấy vạn năm rồi ta không tự mình làm thế này, thế trước kia từng làm rồi à. Đông Lăng nằm trên giường nhìn Diệp Trần lau dọn, tiện miệng hỏi. Diệp Trần thở dài, hồi hồng hoang, thế đơn lực bạc, ai cũng có thể bắt nạt được ta. Khi đó đâu chỉ phải quét dọn vệ sinh cho mình, còn phải làm cho cả người khác nữa. Đông Lăng liếc nhìn, giọng trầm xuống. Không nhớ nữa, Diệp Trần tỏ vẻ tiếc nuối, bị sét đánh chết hết rồi. Đông Lăng gật đầu, thiên đạo đại kiếp nạn, số thần tiên bị đánh chết rất nhiều. Chàng ta liếc nhìn Diệp Trần một cái, nhẹ nhàng hỏi, lúc thiên đạo đại kiếp tới, ngươi tu luyện hẳn là rất giỏi rồi nhỉ? Diệp Trần lập tức cứng người, cười trừ ha ha, cũng tạm, là do may mắn, khá là may mắn, khi đấy ngươi chịu bao nhiêu đạo thiên kiếp. Đông Lăng lại dường như có vẻ hứng thú với đề tài này, tiếp tục hỏi. Diệp Trần miễn cưỡng đáp, không nhớ, chắc khoảng 12, thế cũng không tệ lắm. Đông Lăng gật gù, khi đấy một mình ta chịu 81 đạo thiên kiếp, ta vốn tưởng là mình chết chắc, không ngờ lại mơ hồ cảm thấy có một luồng ngoại lực giúp ta cầm cự, cùng ta vượt qua 81 đạo thiên kiếp đó. Vẻ mặt Đông Lăng trông rất dịu dàng, ta vẫn luôn nghĩ, ngày sau nếu tìm được vị tiên hữu này, ta nhất định phải cảm tạ nàng. Diệp Trần càng chột dạ hơn, rụt cổ lại nhưng vẫn không chịu được cám dỗ được Đông Lăng báo đáp nên lý nhí hỏi, ngươi định cảm tạ thế nào, lấy thân báo đáp nhé. Đông Lăng thở ra một câu, quay đầu nhìn Diệp Trần hỏi, ngươi thấy sao, chẳng ra sao. Tất nhiên, lời này nói thẳng thì dễ làm người ta phật lòng, vậy nên Diệp Trần đổi một cách nói khác, đế quân cao quý, vì một chuyện nhỏ như vậy mà định chuyện chung thân thì không được ổn cho lắm. Ta cảm thấy cứ cho người nọ một ít linh đan dịu dược, cho nàng ta một chức quan, hoặc là về sau có ai tìm nàng ta gây chuyện, ngươi che chở cho nàng ấy, vậy không phải được rồi sao? Đông Lăng gật gù, ngươi nói chí phải, tiếc là ta mãi vẫn không tìm thấy vị tiên hữu đó, là ta, chính là ta. Diệp Trần suýt nữa thì bật thốt, may là lý trí ngăn lại kịp, dựa hơi người ta để trốn thiên kiếp,
biến người ta từ phải chịu 64 đạo thiên kiếp thành 81 đạo thiên kiếp, còn có mặt mũi đi đòi người ta ban thưởng sao? Diệp Trần là một thần tiên đôn hậu, giản dị, món hời kiểu này nàng không lấy, nàng thở dài, chấp nhận số phận, tiếp tục dọn nhà, quét dọn xong, Diệp Trần lấy chăn cất trong ngăn tủ ra, trải lên giường, trải xong, tiếp tục ra trải giường nhỏ ở ra ngoài. Đông Lăng lẳng lặng nhìn, thủng thẳng nói, có một chuyện hình như ta chưa nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Diệp Trần đang trải giường, không buồn ngoái đầu nhìn. Đông Lăng nhìn bóng lưng của nàng, nói tiếp, trong tình cảnh này, thực ra nguy hiểm có thể phát sinh bất kỳ lúc nào. Ngươi ngủ xa như vậy, ta sợ đến lúc đó không cứu nổi ngươi. Lưng Diệp Trần cứng đờ, một lúc sau, nàng cũng chăn quay về giường, nằm cạnh người Đông Lăng, hai tay túm chặt chiếc chăn nhỏ của nàng, ngoảnh đầu sang nhìn Đông Lăng, nghiêm túc hỏi, đế quân xem thế này đã đủ gần chưa? Chương 137, Chi tử Vu Quy 8. Đông Lăng nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình của Diệp Trần, bỗng thấy đôi chút không nỡ lòng lừa tiếp, chàng đáp được rồi. Diệp Trần thở dài, đế quân đúng là thần tiên biết nghĩ cho người khác nhất mà ta từng biết. Ngay cả chuyện có kịp cứu ta hay không cũng lo lắng thay ta, thật là chu đáo, có đáng gì đâu. Đông Lăng gật đầu, ngươi với ta là bằng hữu, không cần phải khách sáo như vậy. Diệp Trần thấy Đông Lăng nói họ là bằng hữu, trong lòng thấy yên tâm hơn nhiều, được làm bằng hữu của Đông Lăng, Diệp Trần cảm thấy rất vinh hạnh, đồng thời cũng thấy rất an toàn. Căn cứ hiểu biết về Đông Lăng của Diệp Trần, Đông Lăng là một người rất nghĩa khí. Nàng lật mình nhìn Đông Lăng, Đông Lăng, nếu có nguy hiểm, sinh tử cận kề, ngươi sẽ không bỏ ta lại, chứ? Đông Lăng cũng học nàng, lật mình, nghiêng người sang, một tay chống đầu nhìn nàng, ngươi thấy thế nào? Tất nhiên là không, Diệp Trần nói như chém đinh chặt sắt, bằng hữu tốt sẽ không bỏ nhau lại. Đông Lăng gật gù, thế còn ngươi, ta, nếu sinh tử cận kề, ngươi liệu có bỏ ta lại không? Ngươi muốn bỏ Nguyệt Hà lại? Đông Lăng nhắc nhở nàng, ta thấy, ngươi cũng sẽ bỏ ta lại, dù sao chúng ta cũng chỉ là bằng hữu, đâu có giống. Diệp Trần vội vàng xua tay, ngươi không giống Nguyệt Hà. Mắt Đông Lăng thấp thoáng ý cười, có gì không giống? Nguyệt Hà và ta là bằng hữu, còn ta và ngươi là bằng hữu tốt. Diệp Trần áp tay lên ngực Đông Lăng, trịnh trọng nói, ta thề với lương tâm của ngươi. Đông Lăng, vậy thì tiêu rồi, y đâu có lương tâm. Diệp Trần nói xong, dường như cũng cảm thấy bản thân thiếu thành ý nên rụt vội tay về, đặt lên ngực mình, trịnh trọng nói, ta thề với lương tâm của mình. Nói xong Diệp Trần lại thấy chột dạ, vừa nãy nàng đặt tay lên ngực Đông Lăng thề không phải là không có lý do, bởi vì nàng thừa biết bản thân mình chẳng hề có lương tâm. Đem lương tâm của mình ra thề chẳng khác gì lời thề vô nghĩa. Đông Lăng không hiểu được suy nghĩ của Diệp Trần. Chàng ta gật đầu, đơn thuần, lương thiện, ta tin ngươi. Trong lòng Diệp Trần thấy bối rối, nàng có cảm tưởng như mình đang lừa gạt một đế quân hồn nhiên lương thiện vậy. Hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau một lát, Diệp Trần thấy mệt, từ từ thiếp đi, chờ nàng ngủ say. Đông Lăng mở mắt ra nhìn khuôn mặt thanh tú của đối phương, thở dài một tiếng bất đắc dĩ, nhích người lại gần, kéo người vào trong lòng mình. Sau khi ôm người vào lòng, chàng ta giơ tay lên bày một màn sáng màu vàng quanh hai người rồi mới nhắm mắt ngủ. Đang ngủ, nửa đêm Diệp Trần mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, giọng nói đó có phần quen thuộc. Tiểu Cầm, đối phương sốt ruột gọi, Tiểu Cầm, lại đây. Tiểu Cầm, cái tên này đã có từ rất nhiều năm rồi, khi mới biến thành người, nàng chưa có tên nên đành lấy tên bản thể làm tên gọi. Những kẻ sống ở thuở hồng hoang, trừ bỏ số ít ngay từ lúc xuất thế đã là người có linh trí như Đông Lăng, Thiếu Hoa, phần lớn những kẻ khác đều đặt tên dựa theo nguyên hình. Nàng là Cầm nên mọi người gọi nàng là Tiểu Cầm, nàng không quen nhiều người. Thân đến mức gọi thân mật như vậy chắc chỉ có sói con. Trong lòng Diệp Trần thấy kinh ngạc. Sói con đã chết bao nhiêu năm rồi, sao vẫn còn tại thế?
Giọng nói đó đứng bên ngoài liên tục gọi nàng, nàng nhịn không được bèn xuống giường, đi ra ngoài, ra tới cửa, quả nhiên gặp sói con vẫn trông như hồi chưa hóa hình, vừa còi vừa nhỏ, ánh mắt mang theo sự cứng cỏi, bất khuất đặc hữu của loài sói, thân hình sói con tản ra ánh huyền quang giống các hồn phách ở Minh Phủ. Diệp Trần tròn mắt, không hiểu ra sao, sói con, Tiểu Cầm, cách xa hắn ra, sói con cảnh cáo nàng, ta đã nhắc nhở ngươi từ lâu rồi, cách hắn xa ra một chút, tim Diệp Trần, đập rồn dập, sói con gắt lên, ngươi quên rồi sao, ngươi quên hắn đã làm gì ta rồi sao, gì mà sinh tử cận kề không bỏ ngươi lại chứ, dạ thôi, Diệp Trần hốt hoảng, bất giác lùi lại một bước, đúng vậy, sao nàng lại quên mất chứ, năm đó, y một tay nuôi lớn sói con, tới lúc y cần yêu đang chữa mắt, nói giết liền giết ngay, y trước nay không phải kẻ đơn thuần, sao nàng có thể yên tâm ở chung với y như vậy được, Diệp Trần ngơ ngác đứng như trời trồng, quanh người trời đất quay cuồng, trong hoảng hốt, dường như Diệp Trần đã quay về buổi hồng hoang, nàng bị người đuổi giết, chật vật trốn chạy, kiếm quang lướt tới, nàng bỏ chạy thục mạng, nàng sẽ chết. Khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng ý thức được một điều rất rõ ràng, nàng nhất định sẽ chết, liều mạng, chẳng bằng liều mạng, nàng rút kiếm, quay đầu, tiếng đàn vần quanh người, trường kiếm đâm thẳng về phía sau, thế nhưng, khoảnh khắc xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của kẻ địch, cũng là khoảnh khắc nàng ngây dại, là Đông Lăng, không ngờ lại là Đông Lăng, Diệp Trần, ngươi gây trở ngại cho đạo của ta, ta tất phải diệt. Kiếm quang của y thế như sét đánh, nàng cắn răng, ngoan cố chống trả, tiếng đàn quanh người hóa thành kiếm, muôn ngàn thanh kiếm đâm về phía Đông Lăng, thế nhưng, cũng trong chính khoảnh khắc ấy, bỗng có một chàng kinh Phật tụng niệm khiến nàng đột ngột tỉnh táo lại, để rồi, nàng nhìn thấy Đông Lăng đứng trước mặt, bị kiếm của nàng đâm thương tích đầy mình, chàng bị thương khắp người, bạch y nhuộm đẫm máu tươi, Diệp Trần bàng hoàng. Quay đầu nhìn, hình như hai người đang ở trong miệng núi lửa, xung quanh toàn là nham thạch nóng chảy, chỉ có mảnh đất chỗ họ đang đứng là còn nguyên vẹn. Diệp Trần ngẩn người, quẳng kiếm xuống, lao tới chỗ Đông Lăng, đưa tay đỡ lấy chàng, sốt ruột gọi thẳng tên, Đông Lăng, ngươi sao rồi? Không sao, Đông Lăng lắc đầu, chỉ là chút thương ngoài da thôi. Diệp Trần im lặng, xắn tay áo y lên nhìn. Miệng vết thương nào cũng có hơi thở của nàng, không ngờ, tất cả lại đều là do nàng làm, thế nhưng, người nàng chẳng có một chút thương tích nhỏ nào, Diệp Trần giật mình, vừa nãy ta động thủ với ngươi sao, ngươi nhập ảo cảnh rồi, Đông Lăng thở dài, vẻ mặt tiếc nuối, Diệp Trần, lòng ngươi có tạp niệm, ý chí không kiên định, là lỗi của ta, Diệp Trần nắm tay y, ruột gan rối bời. Đỡ y ngồi xuống, cầm tay y bảo, ngươi ngồi cho vững, ta chỉ thương cho ngươi, Đông Lăng ừ một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, Diệp Trần độ linh lực của bản thân qua cho y, trong lúc nàng độ linh lực, âm luật vờn quanh người, làn điệu vô cùng dễ chịu, Đông Lăng nhìn thứ bùa chú bằng nhạc này làm miệng vết thương khép dần lại, buộc miệng bảo, ngươi thật là tin tưởng ta, thần tiên rất hiếm để người khác biết bản thể của mình. Không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không hiện bản thể ra, vì một khi để người khác biết bản thể của mình là gì, sẽ khó tránh khỏi mối nguy bị người ta dùng vật tương sinh tương khắc để đối phó. Diệp Trần lại thấy chẳng sao cả, cười cười, bảo, lần đầu gặp đế quân đã bị đế quân ép hiện nguyên hình rồi, lần đó, Đông Lăng chẳng thèm hỏi trắng đen xanh đỏ, cứ thế đuổi đánh nàng, nàng bị ép vào đường cùng, phải hiện hình. Dùng âm luật đã thương thần hồn của Đông Lăng, đó là lần đầu tiên sau thiên đạo đại kiếp nạn, nàng bị người ép tới mức như vậy. Diệp Trần nhớ lại lần đó, bùi ngùi bảo, lúc đó không biết rằng đế quân thực ra là một người ôn hòa thế này, nếu biết sớm vậy đã chẳng hiện hình, đánh tới mức cá chết lưới rách làm gì, hiện hình, không hẳn không phải là chuyện tốt. Đông Lăng ôn tồn bảo, ánh mắt đầy ấm áp, ta lại thấy vô cùng may mắn vì lúc ấy ngươi đã hiện hình. Ồ, Diệp Trần không hiểu. Đông Lăng giải thích,
không đánh không quen biết mà. Đúng vậy, Diệp Trần mỉm cười, là vậy đấy. Trì Ngoại thương cho Đông Lăng đến mức vừa kết vẫy thì ngừng, Diệp Trần không làm thêm nữa, đỡ lãng phí linh lực. Đông Lăng hơi mệt, tựa vào đầu vai nàng, đây là một ngũ hành thất dục cảnh. Ngũ hành thất dục cảnh, ừ, Đông Lăng sửa lại góc ngồi, nói với Diệp Trần, người có thất dục, tiền tài, mỹ nhân, mỹ thực, quyền thế, danh lợi, lười biếng và yêu. Ngũ hành thất dục cảnh vốn là ảo cảnh được đấng toàn năng thượng cổ dùng để ngộ đạo, vượt được ảo cảnh này, có ích lợi to lớn cho việc tu hành. Nỗi đau ngũ hành, nỗi khổ thất dục, nhẫn là sẽ qua, nhẫn không qua thì sao? Diệp Trần tò mò, Đông Lăng mỉm cười, hôi phi yên diệt. Diệp Trần giật mình kinh hãi, thế, đế quân, ảo cảnh này đế quân đã từng vượt qua rồi phải không? Ừ, thế lần này không thành vấn đề nhỉ? Chưa chắc, vì sao? Diệp Trần lạnh toát cả người, nàng tự biết rõ trình độ tâm tính của bản thân. Loại ảo cảnh này chắc chắn là nàng không qua được, đành phải trông cậy vào Đông Lăng. Đông Lăng mỉm cười, trong mắt có nỗi khổ, lòng ta có tạp niệm. Y thở dài, ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, không giống như năm đó. Diệp Trần sửng sốt, túm người Đông Lăng lại, kích động bảo, đế quân, tạp niệm vậy là không được. Đâu, mạng nhỏ này của ta phụ thuộc vào ngươi đó, ngươi có tạp niệm gì mau nói với ta. Ta diệt trừ nó giúp ngươi. Đông Lăng, y cúi đầu, nhìn Diệp Trần nước mắt lưng tròng, không biết phải làm thế nào. Thôi, chàng thở dài, đừng lo lắng, cứ vậy đi. Chương 138, Chi tử Vu Quy chính. Đông Lăng bảo cứ vậy đi nhưng Diệp Trần không thể yên tâm nổi. Nàng tiếp tục khuyên Đông Lăng, đế quân như vậy là không được. Có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng, nói ra đi, để ta phân ưu cho. Cảm ơn, Đông Lăng khéo léo từ chối, ta cảm thấy ngươi không thể phân ưu thay ta được đâu. Tại sao chứ? Người ở trên cao đón gió lạnh có nỗi khổ não của riêng mình. Diệp Trần không hiểu câu này nhưng nàng tin, Đông Lăng quả thực đúng là người ở vị trí trên cao đón gió lạnh. Nàng thở dài, gật đầu, ngày thường đế quân chắc là lạnh lắm nhỉ. Đông Lăng ngẩng đầu liếc Diệp Trần một cái, quyết định im lặng không tiếp lời. Không khí bỗng yên tĩnh hẳn, Diệp Trần thấy mất tự nhiên bèn đổi sang chủ đề khác. Mà này, vừa rồi chúng ta còn đang ở trong thôn, sao vừa mở mắt đã lại ở trong núi lửa rồi? Bởi vì chỗ này vốn đều là ảo cảnh, thôn cũng vậy sao? Tất nhiên, nham thạch trong núi lửa cuồn cuộn chảy, không khí nóng dần lên. Diệp Trần thấy khó chịu, tự lấy tay phe phẩy thay quạt, nghe Đông Lăng giải thích. Bắt đầu từ lúc chúng ta bước vào thôn, thực ra chúng ta cũng đã bước vào ảo cảnh tìm tòi nhược điểm của chúng ta, ảo cảnh ban nãy chính là điều ngươi sợ hãi nhất, nếu ngươi không rơi vào ảo cảnh thì chắc đi qua thôn đó, chúng ta sẽ tới được một chỗ khác, dĩ nhiên là cũng sẽ không rơi vào ngũ hành thất dục cảnh này, tại ta. Diệp Trần gật đầu nhận lỗi, ngậm ngùi bảo, là ta làm đế quân vướng chân, không sao. Đông Lăng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ngươi tâm trí không kiên định, nếu vượt được cảnh này sẽ có ích lớn cho việc tu hành của ngươi. Diệp Trần tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe dạy bảo nhưng thực ra trong lòng lại tỏ ý xem thường, nếu nàng có lòng tu luyện, thì với thiên phú của bản thân, nàng tin, nếu không bị hồn phi phách tán thì ắt cũng đã lên được hàng ngũ đế quân, chẳng qua nàng luôn cho rằng, đi đêm lắm ắt có ngày gặp mà. Chỉ có cách không chủ động đánh nhau với người khác, không chủ động khiêu khích, không quá thu hút sự chú ý thì mới có thể sống lâu. Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn tham sống sợ chết như thế và cũng đã thành công sống lâu hơn được rất nhiều người. Thậm chí, nàng tin, có lẽ có một ngày hàng ngũ đế quân đều chết hết, nàng vẫn có thể ung dung sống sót. Thế nhưng, tất nhiên nàng sẽ không nói ra như thế, mà ngược lại còn nghiêm trang đáp. Đế quân nói phải lắm, có điều, ngươi không cần phải sợ. Đông Lăng thấy nàng căng thẳng nên trấn an, ta dạy cho ngươi thanh tâm quyết, nếu ngươi bị chìm vào trong ảo cảnh do cảnh này tạo ra, ta sẽ gọi ngươi tỉnh lại, nếu ta chìm vào trong ảo cảnh thì ngươi gọi ta tỉnh lại, chúng ta giúp đỡ nhau, nhất định có thể qua được cửa. Được,
Diệp Trần vô cùng tin tưởng Đông Lăng. Sau khi học thanh tâm quyết kia xong liền vỗ vai Đông Lăng bảo, đế quân, lần này dựa cả vào ngươi đấy. Đông Lăng gật đầu, che chở cho ngươi là chuyện ta phải làm. Diệp Trần chột dạ, cảm thấy thẹn với lòng tốt của đối phương. Hai người ngồi được một lúc, nhiệt độ ngày càng cao. Diệp Trần cảm thấy mặt đất nóng phát bỏng, đầu túa mồ hôi, thực sự không chịu nổi, bèn cởi bớt áo khoác ra. Vậy mà Đông Lăng vẫn ngồi nguyên như lúc đầu. Diệp Trần nới rộng áo, lộ chiếc cổ trắng ngần mảnh mai ra ngoài để quạt gió, nói đầy ngưỡng mộ, đế quân không thấy nóng sao? Gì? Đông Lăng dường như không có cảm giác nóng, thấy Diệp Trần nóng phải cởi cả áo, ánh mắt y âm u, dời mắt đi rồi hờ hững đáp, thân thể ta kinh qua lôi kiếp, không mấy mẫn cảm với ấm lạnh. Diệp Trần tò mò hỏi, đế quân, ta có thể kiểm tra ngươi thử không? Nàng rất muốn biết, cái gọi là không mấy mẫn cảm là không mẫn cảm tới mức nào. Đông Lăng gật đầu, đưa tay ra, Diệp Trần vừa sờ một cái liền có cảm giác như chạm vào một khối băng, nàng không nhịn được phải rên lên vì thoải mái, sau đó bảo, đế quân, ta có thể cầm tay ngươi được không? Được. Chẳng bao lâu sau, Diệp Trần cảm thấy mặt đất nóng bỏng làm nàng đau rát, bản thể của nàng là cầm, thuộc về tính mộc nên vốn sợ hỏa, giờ bị nóng cháy như vậy, thực sự không chịu nổi, bất chấp mặt mũi, bám lấy chút lý trí cuối cùng bảo, đế quân, ta không chịu nổi, nóng quá, ta ôm ngươi nhé. Đông Lăng thở dài, tỏ ý bất lực, chỉ có thể làm như vậy. Diệp Trần lập tức như được đại xá, nhào tới, xô Đông Lăng ngã xuống đất. Đông Lăng làm đệm thịt cho nàng, giữ nàng cách hẳn khỏi mặt đất. Đối với Diệp Trần giờ phút này, Đông Lăng chính là một món đồ hạ nhiệt tự nhiên. Nàng áp lên người y, suýt xoa dễ chịu. Đế quân ơi, thoải mái quá. Đông Lăng, y không muốn hiểu sai gì đâu. Đông Lăng không sợ hơi nóng của ngũ hành thất dục cảnh này, nhưng Diệp Trần áp lên người y như vậy, y thực sự thấy hơi nóng, y đọc đi đọc lại thanh tâm chú, không suy nghĩ nhiều, ngoài mặt vẫn luôn giữ bình tĩnh. Diệp Trần áp lên người Đông Lăng, nghe tiếng tim chàng ta đập, từng nhịp, bỗng dưng cảm thấy thật yên bình, giống như thiên đạo đại kiếp nạn năm đó, mọi người đều sợ hãi. Chỉ có nàng núp trong tay áo chàng ta là cảm thấy cực kỳ an tâm. Người này trước nay vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Mạnh tới mức có cảm tưởng như thế gian này bất luận là kẻ nào cũng chẳng thể làm chàng bị thương. Một lát sau, nhiệt độ giảm dần. Trời bắt đầu có tuyết rơi. Diệp Trần vừa đói vừa khát. Không hiểu sao lại thấy đói khủng khiếp như vậy. Cảm giác khó chịu cồn cào ruột gan. Nham thạch nóng chảy đông lại thành băng. Diệp Trần bắt đầu thấy lạnh, run run đi nhặt y phục mặc lại vào người nhưng vẫn không hết lạnh. Đông Lăng nhìn nàng, chẳng biết phải làm thế nào cho được, đành cởi y phục ra, khoác lên người Diệp Trần, ôm cả người nàng vào lòng, dùng linh lực bảo vệ nàng, được Đông Lăng ôm. Cuối cùng Diệp Trần cũng thấy đỡ lạnh, nàng quay đầu nhìn, Đông Lăng, ánh mắt đầy sùng bái, sao đế quân lợi hại thế? Đông Lăng mỉm cười, thở dài, sao ngươi yếu thế mà còn đánh cho ngươi phải nằm dưỡng thương nửa tháng đấy. Diệp Trần thầm mỉa mai trong bụng, ngoài mặt lại bảo, là do đế quân quá lợi hại thôi. Đông Lăng cười trừ, trong lòng thừa biết nàng nghĩ gì, không những không vạch trần mà còn gật gù bảo, không quá lợi hại đâu, chẳng qua chỉ số 1, số 2 thôi. Giữa lúc hai người nói chuyện, Diệp Trần bỗng ngửi thấy mùi thức ăn. Nàng đã đói muốn phát điên lên rồi, định lao ra ngoài đi tìm thì bị Đông Lăng cản lại, lôi về, niệm thanh tâm quyết, niệm xong, Diệp Trần tỉnh táo lại, thứ đồ ăn vừa rồi hẳn là do ảo cảnh tạo ra để thử thách ham muốn ăn uống của nàng, ngươi biết không? Đông Lăng thong thả bảo, ở ngoài mảnh đất này, mọi thứ ngươi thấy đều là giả, bước ra khỏi chỗ này, ngươi sẽ không về được nữa. Diệp Trần ra sức gật đầu, trong lòng vẫn chưa hết sợ. Đông Lăng tiếp tục giải thích, chúng ta ở trong ảo cảnh này phải vượt qua được nỗi khổ do ngũ hành mang lại, chống lại cám dỗ do thất dục sinh ra. Diệp Trần, ở trong ảo cảnh này ngươi đừng ham muốn gì cả. Được được,
Diệp Trần đáp ngay, hiểu rồi, mọi chuyện ta đều nghe theo đế quân. Diệp Trần có lẽ không được coi là người thông minh xuất chúng nhưng lại là một người cực kỳ biết nghe lời. Bắt đầu từ lúc đó, bất kể trước mắt xuất hiện điều gì, Diệp Trần đều nói đi nói lại với bản thân rằng, nó là giả thôi. Khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục, từ trời đổ tuyết biến thành hồng thủy cuồn cuộn ngất trời, từ hồng thủy cuồn cuộn ngất trời biến thành bị dây mây truy đuổi, từ bị dây mây truy đuổi biến thành nơi nơi là đao nhọn. Qua được bước đầu tiên, chặng đường còn lại đều dễ đi. Diệp Trần đã dứt bỏ hết sự dè dặt lúc đầu, khi lạnh thì để Đông Lăng ôm, khi hồng thủy tới thì bám lên người Đông Lăng, để chàng mang mình trôi nổi theo. Lúc đâu đâu cũng thấy dây mây, nàng liền nấp đằng sau Đông Lăng để Đông Lăng vung kiếm chặt đứt dây mây. Lúc ở trên núi đao, nàng liền để Đông Lăng cõng mình vượt qua núi đao. Nỗi khổ của ngũ hành cuối cùng cũng qua. Có lẽ phải nói là Đông Lăng đơn phương nhẫn qua được. Thất dục cũng đã qua được lục dục. Chỉ còn một dục cuối cùng là chưa gặp. Diệp Trần đã quên mất một dục cuối cùng là gì. Chỉ biết là sau khi Đông Lăng cõng nàng vượt qua núi đao, họ lại xuất hiện ở trong thôn họ tới lúc đầu. Chẳng qua, lúc này, trong thôn không có người. Diệp Trần đỡ Đông Lăng vào trong gian nhà họ ở khi trước. Người nàng bị ảo cảnh tra tấn ra đầy mồ hôi nên bèn hỏi Đông Lăng, đế quân có muốn tắm rửa không? Đông Lăng ừ một tiếng, làm phiền rồi. Diệp Trần gật đầu, đi lấy nước cho Đông Lăng. Đông Lăng tắm nước lạnh xong chui vào trong chăn nằm nghỉ, Diệp Trần đi thay nước mới, tắm rửa sau bình phong, Đông Lăng nghe tiếng nước, quay đầu ra nhìn, dưới ngọn đèn, bóng người thiếu nữ in rõ từng đường nét lên tấm bình phong, nàng múc nước đổ lên người, có thể tưởng tượng ra những giọt, nước ấy chảy qua những đâu và chảy tới nơi nào, trong chớp mắt, Đông Lăng có cảm tưởng mình là giọt nước chảy trên cơ thể người kia. Chàng có thể tưởng tượng ra cảm giác vuốt ve cơ thể ấy, có thể tưởng tượng ra khoái cảm áp người ấy dưới cơ thể mình. Nhịp thở của chàng trở nên rồn rập, vô số ký ức ùa về. Năm đó lúc mắt chàng bị mù, cái cô nương ngốc kia vẫn luôn đi theo sau chàng. Lúc ấy chàng lòng dạ thiếu niên, rõ ràng đã thích, đã để ý nàng nhưng lại không muốn nói nhiều với nàng. Từ sau khi con sói kia xuất hiện, dáng vẻ thân thiết của nàng với nó càng làm chàng thêm bất mãn. Chàng từng đợi lúc đêm về, khi nàng ngủ say, lần mò tới bên cạnh nàng, dùng tay chạm vào từng đường nét gương mặt nàng vì muốn biết diện mạo của nàng. Chàng biết da nàng trơn mềm tới mức nào, cũng biết môi nàng mỏng và mềm mại ra sao. Chàng từng lén hôn môi nàng khi nàng say giấc, khi ấy, tim đập nhanh như bay. Chàng chỉ sợ nàng tỉnh lại nhưng rồi lại sợ nàng không tỉnh. Lúc đó, chàng đã nghĩ rồi. Nếu nàng tỉnh, chàng có thể miễn cưỡng nói với nàng rằng, nếu nàng bằng lòng, chàng có thể miễn cưỡng lấy nàng. Chàng cho rằng nàng sẽ luôn theo sau mình. Cho nên chàng trước nay chưa hề nghĩ tới chuyện quay đầu lại. Cho đến một ngày, khi chàng quay đầu lại, thì lại chẳng tìm thấy người kia. Chàng không nhớ diện mạo của nàng. Không biết tên nàng, nàng không hề để lại chút dấu vết nào, cứ như thể cuộc đời chàng chưa từng có một người như vậy. Trước lúc thiên đạo đại kiếp nạn tới, chàng đi tìm nàng khắp nơi, chàng nghĩ, một cô nương ngốc nghếch như vậy, làm sao vượt qua được thiên đạo đại kiếp nạn đây, thế nhưng mãi vẫn không tìm được. Từng có lần chàng thậm chí đã hoài nghi, phải chăng trong lúc chàng không biết, nàng đã mất rồi. Tới tận khoảnh khắc khi thiên kiếp giáng xuống, chàng bỗng cảm thấy trong tay áo có thêm một vật nhỏ, là một cây cầm, chính là cây cầm đã đi theo sau chàng suốt bao nhiêu năm trời. Chàng định chạm vào nàng nhưng lại sợ làm phiền nàng nên đành giả vờ như không biết nàng ở đó, kiên cường chịu đựng 81 đạo lôi kiếp. Lúc đã chịu được 61 đạo lôi kiếp, thực ra chàng đã không cố nổi nữa rồi, nhưng lúc ấy chàng bỗng nghĩ, nếu chàng chết, vật nhỏ ấy biết phải làm sao? Nàng yếu như vậy, thiên kiếp tới phải trốn trong tay áo chàng run rẩy. Nếu chàng chết, há chẳng phải thiên hạ này ai muốn bắt nạt là cũng bắt nạt được nàng hay sao? Vậy là chàng lại cắn răng tiếp tục chịu lôi kiếp. Chàng vượt qua được 81 đạo lôi kiếp,
trở thành thần tiên chịu nhiều lôi kiếp nhất trong thiên đạo đại kiếp nạn. Vậy nhưng, khi chàng tỉnh lại, người kia đã lại một lần nữa chẳng thấy đâu, tìm trên trời dưới đất suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được nàng. Nếu không phải nàng bị chàng ép hiện nguyên hình, phải dùng tiếng đàn để tấn công thần hồn của chàng, e rằng cả đời này chàng cũng không tìm được nàng. Người mất rồi lại tìm về được, sao có thể để nàng đi? Chính Đông Lăng cũng không nhận ra, đôi mắt chàng trở nên sâu thẳm. Chàng muốn nàng, nghe thấy tiếng người kia mặc xong y phục, lau tóc đi ra, chàng đưa lưng về phía nàng, cơ thể căng lên. Khoảnh khắc ấy, dục vọng cuồn cuộn dâng trào, ngay khi Diệp Trần lên giường, chàng liền kéo nàng lại gần, xoay người, đè nàng xuống dưới, đôi mắt chàng đầy rồn nén, cơ thể rắn rỏi nóng rực đè lên người Diệp Trần, đưa tay cởi bỏ y phục của nàng. Diệp Trần, ta có một chuyện cần nàng giúp một tay. Diệp Trần nhận ra điều bất thường, lập tức làm thanh tâm quyết, nhưng Đông Lăng sao có thể để nàng làm vậy? Ngay trước khi nàng kịp hành động thì đã bị dính định thân chú, chàng dùng răng cởi y phục của nàng, để cơ thể trơn mịn của nàng lộ ra. Sau đấy, chàng hôn liếm môi, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở môi mềm, vào trong thăm dò, cảm giác tươi ngọt mềm mại khắp khoang miệng y như trong giấc mộng của chàng. Một tay chàng ôm thắt lưng của nàng, giọng khàn khàn, không ngoan như vậy, nên muốn nàng từ lâu rồi mới phải. Hừ. Chương 139, Chi tử Vu Quy 10. Diệp Trần không thể động cửa, đành để đối phương muốn làm gì thì làm. Toàn thân choáng váng, người này là Đông Lăng, là vị đế quân ngây thơ, ngay cả hôn môi là chuyện chỉ người yêu mới làm với nhau cũng không biết đó sao? Không, tuyệt đối không phải. Y đè trên người nàng, rất có nhẫn nại, ngước mắt nhìn nàng, giọng khàn khàn, Diệp Trần, bản thể của nàng là cầm, đúng chứ? Diệp Trần không đáp, cảm thấy nhịp thở trở nên rồn dập, nàng liều mạng niệm thanh tâm chú nhưng cũng không chống lại được động tác nóng bỏng của đối phương, y cứ như thể coi nàng là một cây cầm thật, ngón tay gãy lướt, di chuyển loạn khắp người nàng, nhớ chứ? Y kề vào bên tai nàng, lúc trước ta cũng từng chạm vào nàng như vậy ấy, nhớ cái gì? Diệp Trần chìm trong mông lung, cơ thể dần nóng lên, như lúc ở trong miệng núi lửa, nóng tới mức mụ mị đầu óc. Thấy nàng có phản ứng, Đông Lăng cười khẽ, trong đầu Diệp Trần hoảng hốt, một dục cuối là gì? Trong chớp mắt, nàng bỗng nhớ ra, một dục cuối cùng là sắc, phải rồi, nhất định là nàng đã vào ảo cảnh sắc dục. Người trước mặt sao có thể là Đông Lăng được? Đông Lăng nào có diễm lệ, quyến rũ hút hồn như thế, sao có thể vừa hay đúng chuẩn kiểu nàng thích nhất như thế được? Trong lòng nàng ngứa ngáy, một mặt thì đấu tranh, một mặt lại đang vỡ trận. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ nhẹ cười của đối phương, cuối cùng nàng sụp đổ. Thôi vậy, sắc dục thì sắc dục, Đông Lăng lúc này chắc vẫn đang tỉnh táo, chàng ta nhất định sẽ nghĩ cách đánh thức nàng khỏi ảo cảnh, trước lúc đó phải kiếm chút của hời mới được. Thế nhưng, người nằm trên lại mãi không thấy tiến thêm bước nữa, đùa nhau sao? Diệp Trần nổi sắc tâm, thúc đẩy linh lực trong người, vung tay lên đập về phía Đông Lăng. Đông Lăng giật mình vì bị tấn công bất ngờ, đột ngột tỉnh táo lại, xung quanh trời đất xoay vần. Đông Lăng kéo Diệp Trần vào trong lòng, cả hai cùng rơi xuống. Tới khi chạm đến đấy, Đông Lăng mới phát hiện ra họ đang ở dưới một vách núi, xung quanh không có chút vết tích nào. Còn, Diệp Trần thì rõ ràng là vẫn còn đang ở trong ảo cảnh, không biết nhìn thấy gì mà lại vươn tay về phía Đông Lăng, người nàng đang không một mảnh vải. Đông Lăng cưỡng ép bản thân phải rời mắt đi, giơ tay lên định làm thanh tâm quyết nhưng ngay trước lúc đó, Diệp Trần bỗng ôm chàng và hôn. Đông Lăng tròn mắt, tim đập nhanh như bay, nhất thời có cảm tưởng, chuyện này so với bất kỳ một ảo cảnh nào chàng từng trải qua, làm người ta khó kháng cự lại hơn tất thảy. Diệp Trần nhẹ nhàng liếm chàng, Đông Lăng thở dồn dập, không chịu đựng nổi, tay áo vung lên, bày ra một kết giới, mang cả bản thân và Diệp Trần vào trong tu di cảnh mang theo bên người, đây là không gian riêng của mỗi thần tiên. Sau khi đưa người vào trong tu di cảnh, Đông Lăng dùng thần thức đi vào ảo cảnh của Diệp Trần,
lặng lẽ đi tới mắt trận của ngũ hành thất dục cảnh, bày ra một trận mới rồi phá ngũ hành thất dục cảnh, trở lại bên người Diệp Trần. Lúc này, Diệp Trần vẫn còn đang trong ảo cảnh, hoàn toàn không biết y đã lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện, chẳng qua chỉ thấy người nằm dưới bỗng biến mất rồi lại bỗng xuất hiện trở lại. Người rõ ràng vừa bị nàng lột y phục giờ lại ăn mặc chỉnh tề, ngay ngắn, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng càng vậy lại càng đẹp hơn. Diệp Trần đè người xuống đất, Đông Lăng ngăn nàng lại. Diệp Trần, gì, ta sẽ cưới nàng, chàng trịnh trọng hỏi, nàng có bằng lòng không? Diệp Trần sửng sốt, đầu óc tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn không cho là mình đã tỉnh táo, ngơ ngác nhìn Đông Lăng một lúc lâu rồi hỏi, giờ ảo cảnh cũng chân thật như vậy sao? Đông Lăng, Diệp Trần trọc trọc thử mặt Đông Lăng, nghĩ ngợi rồi hỏi thử, có thể biến thành thiếu hoa đế quân không? Vừa nghe bảo vậy, ánh mắt Đông Lăng liền xa sầm, không nói tiếng nào, lập tức lật người, đè người ở trên xuống, tự kéo mở vạt áo của mình, lạnh lạnh bảo, ta đúng là đã coi thường nàng rồi. Diệp Trần cảm thấy ảo cảnh này thật là quá chân thực, đến cả đâu cũng chân thực, không phải ảo cảnh là để làm cho người ta trầm mê vào trong đó sao? Thế nhưng không hề, nàng tê dại, cảm thấy đáng ra mình nên tỉnh rồi mới đúng. Tuy nhiên, có thể là do nàng đã thèm thuồng sắc đẹp của Đông Lăng quá lâu, cũng có thể là do độc thân đã quá lâu. Tóm lại là, tuy đau nhưng nàng vẫn không rời khỏi ảo cảnh. Có lúc nàng nghiêm túc nghĩ, đây rốt cuộc là ảo cảnh của mình, hay là ảo cảnh của Đông Lăng, vì nàng thấy, dường như Đông Lăng có vẻ thoải mái hơn nàng rất nhiều. Thế nhưng sau đó Diệp Trần lại nghĩ, thần thái này của Đông Lăng đúng là cảnh nàng vẫn luôn tha thiết ước mong. Trong chuyện này, có thể làm đối phương sung sướng thì tâm lý mới có thể đạt được sung sướng cao độ hơn. Sau cùng Diệp Trần nghĩ, Đông Lăng nói không sai, không qua được ngũ hành thất dục cảnh ắt là sẽ phải chết. Có điều, nàng thật không ngờ mình lại chết như vậy, chết ở trên giường. Chuyện này mà truyền ra, chẳng biết là sẽ làm người ta thấy hâm mộ hay là rùng mình. Nàng vừa khóc vừa đẩy người nọ ra, Đông Lăng ôm nàng, trầm giọng hỏi, còn muốn thiếu hoa nữa không? Không muốn, không muốn, Diệp Trần méo máu cuống quýt từ chối, chỉ sợ ảo cảnh này lại biến ra cho nàng thêm một thiếu hoa. Đông Lăng khẽ cười, cắn vành tai nàng, giỏi lắm. Tới lúc Diệp Trần tỉnh lại, không biết đã bao lâu sau, nàng mở mắt ra, phát hiện mình và Đông Lăng đang nằm trên giường. Bên ngoài có tiếng chim hót, Đông Lăng và nàng đều không mặc y phục, chỉ có một tấm chăn đắp chung trên người. Diệp Trần bật dậy, vội kéo chăn che ngực rồi chậm chậm quay đầu hoảng hốt nhìn Đông Lăng đang ngủ kế bên, là mỹ nam có tiếng của thiên giới. Giờ phút này tuy không chút y phục, nằm sấp ngủ tự do nhưng vẫn khiến người ta phải kinh tâm động phách. Diệp Trần ngơ ngác nhìn đối phương, Đông Lăng từ từ hé mắt nhìn. Thấy Diệp Trần ngồi như vậy bèn nhíu mày, sao thế? Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt, giơ tay lên, tát mặt mình một cái kêu đánh bốp, đau, đây, đây vẫn là ảo cảnh, không phải. Đông Lăng ngồi dậy, buộc tóc sau lưng giúp nàng. Diệp Trần rụt người lại, Đông Lăng nhíu mày, Diệp Trần liền không dám cửa quậy nữa. Đông Lăng vừa lòng, nhẹ nhàng bảo, là tu di cảnh của ta, hôm qua. Diệp Trần không nói thành lời, hôm qua nàng đã làm những gì trong ảo cảnh nàng vẫn nhớ rất rõ ràng, nàng cho rằng đó là ảo cảnh, cho nên, nàng mới đè Đông Lăng xuống, là nàng chủ động, điểm ấy không sai. Người Diệp Trần run lẩy bẩy, Đông Lăng thì vẫn dáng vẻ điềm đạm như thường, hôm qua ngươi vào ảo cảnh, ta vào trong ảo cảnh cứu ngươi ra, thấy ngươi mắc kẹt không ra được, đành phải xả thân vì nghĩa. Có cách giải như vậy sao? Diệp Trần nói chuyện cũng run rẩy. Trước nay nàng không hề biết, còn có thể thoát khỏi ngũ hành thất dục cảnh bằng cách như vậy. À không đúng, nàng vốn chưa gặp chuyện này bao giờ. Thế giới của kẻ mạnh mà nàng không hiểu quả nhiên là cao cấp. Đông Lăng gật đầu, cột tóc giúp nàng xong, đưa mắt nhìn những vết xanh xanh tím tím trên người nàng. Chỉ cần không bị sự giả dối trong ảo cảnh mê hoặc thì tất nhiên sẽ không sao. Diệp Trần im lặng,
Nàng hơi hơi muốn khóc, nàng không biết chuyện ngủ với Đông Lăng đế quân thì nên kiêu ngạo hay là nên bi thương nữa. Đông Lăng thấy nàng sững sờ bèn cúi đầu hôn những vết thương trên vai nàng. Diệp Trần giật mình, lùi người về sau. Đông Lăng giữ nàng lại, môi vẫn lưu luyến trên những vết thương kia, khàn khàn bảo, thật là đẹp. Không biết vì sao, Diệp Trần có cảm giác, chỉ sau một đêm, đế quân bỗng trưởng thành. Nàng hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Đông Lăng, đế quân nghĩa khí như vậy, ta vô cùng cảm động. Ừ, Đông Lăng biết nàng vẫn chưa nói hết, thẳng người dậy, gật đầu, rồi sao nữa, đế quân đừng lo, ta không cần đế quân chịu trách nhiệm, chuyện này cả hai ta đều hãy quên đi, ngươi thấy được không? Đông Lăng không đáp, mày chàng cau lại, nàng và ta đã ở trần cùng giường làm chuyện như vậy suốt một đêm, thế rồi bắt ta phải quên. Diệp Trần không đáp, nàng cảm thấy bầu không khí bất thường, cảm thấy Đông Lăng trước mặt kỳ lạ một cách không nói rõ ra được, dường như là vừa phóng thích một thứ gì đó bị kìm giữ. Chàng ta cười nhẹ nhàng, mặt mày như hoa nở, nhưng ta không thể quên được. Chàng ta thở dài, đặt tay lên vai Diệp Trần, vẻ mặt buồn rầu. Ta không ngờ nhân gian lại có một chuyện làm người ta sung sướng như vậy. Nếu bỗng nhiên không được làm nữa thì quả là tra tấn. Hay là thế này đi, ngươi ta bây giờ cũng coi như là bằng hữu sinh tử. Chuyện này vì ngươi mà ra. Vậy trước khi ta tìm được đế hậu, ngươi giúp ta chút nhé. Giúp thế nào? Diệp Trần ngơ ngác, cứ cảm thấy hướng phát triển của mọi chuyện sai ở đâu. Đông Lăng tươi cười, không có gì đâu. Chẳng qua là lúc ta muốn làm chuyện này, ta tìm ngươi, ngươi muốn thì tìm ta, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, ngươi thấy có được không? Thế thì không được hay, đế quân làm vậy sẽ không dễ tìm được đế hậu đâu. Đông Lăng nhíu nhíu mày, dường như cũng thấy phiền lòng. Diệp Trần bỗng dưng lại thấy trong lòng trống rỗng, hễ nghĩ tới tối qua nàng đè Đông Lăng xuống như thế nào là lại không nhịn được nuốt nước bọt. Hay là thế này đi, nàng lý nhí nói, ngươi đừng để người khác biết, hai ta lặng lẽ giúp đỡ nhau là được. Ừm, Đông Lăng gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích, trước nay ta vẫn luôn biết ngươi là một thần tiên có nghĩa khí mà. Không có gì, không có gì, Diệp Trần chắp tay, nghiêm túc đáp, cũng là do ta liên lụy ngươi. Không sao, Đông Lăng tỏ thái độ ôn hòa. Ta cũng đâu thể nhìn ngươi rơi vào cảnh hôi phi yên diệt trong ảo cảnh được. Ta chỉ có mình ngươi là bằng hữu tốt mà. Diệp Trần nghe vậy liền vô cùng cảm động. Cầm tay Đông Lăng, kích động nói. Đế quân yên tâm, bằng hữu như ngươi, ta cũng chỉ có một mà thôi. Đúng vậy, Đông Lăng gật đầu. Không có người thứ hai. Diệp Trần không nghe ra ẩn ý của Đông Lăng nhưng vẫn đáp. Ngươi yên tâm, không có người thứ hai. Đông Lăng rất yên tâm, y vẫn luôn vững tin, thứ y coi trọng, trên đời này không có ai dám đến cướp, thì giết hết tế trời là xong. Chương 140, Chi tử Vu Quy 11. Sau khi hai người xác lập hình thức ở chung bình thường hài hòa xong, Diệp Trần bất giác lại nhớ tới năm đó, nàng và Nguyệt Hà hứa hẹn với nhau, nếu quả có ngày biến thành nam tử, nhất định phải để tỷ muội được thể nghiệm một chút. Hiện giờ Nguyệt Hà không biến thành nam tử nhưng nàng lại có được một bằng hữu tốt là nam tử. Vì bằng hữu là nam tử này vô cùng nghĩa khí, đã cho nàng được thể nghiệm một chút rồi. Diễn biến thế này thật là đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, dù có kinh ngạc bao nhiêu, một chút lý trí còn sót lại của Diệp Trần vẫn mách bảo nàng chuyện này không tầm thường như hai người họ nói. Chẳng hạn như, tâm tình của nàng, tại sao ở trong sắc cảnh nàng không nhìn thấy ai khác mà lại chính là Đông Lăng. Nếu nói là vì mỹ mạo của Đông Lăng thì cũng đúng, nhưng đâu phải nàng chưa từng thèm thuồng thiếu hoa đế quân, tại sao lại là Đông Lăng nhỉ? Dù sao nàng cũng đã sống tận mấy vạn năm, không giống vị thần tiên toàn tâm toàn ý vấn đạo Đông Lăng, lòng dạ nàng phần nhiều nghiêng về thế tục hồng trần. Vậy nên Diệp Trần nhanh chóng hiểu ra, có lẽ mình đã yêu, hay nói cách khác là đơn phương thầm mến. Còn Đông Lăng thì sao? Đứng trước vị tiên quân ở vị trí cao không tiếp cận nổi này, Diệp Trần cảm thấy mình nghĩ nhiều thêm chút thôi cũng là có tội.
Đông Lăng có lẽ hoàn toàn không biết ý nghĩa của chuyện này, cũng có lẽ là đã biết nhưng với cảnh giới trong lòng không chút tạp niệm của chàng, tình yêu có lẽ là chuyện cách chàng rất đổi xa xôi. Nói cách khác, đóa hoa xuân đầu tiên của thân cây già Diệp Trần lại dành cho một cái cây vốn sẽ chẳng nở hoa. May mà Diệp Trần là một người biết nghĩ thoáng, với một người nam tử ưu tú như Đông Lăng, được ngủ một lần nàng đã thấy thỏa mãn rồi. Nàng nghĩ, bản thân nhớ phải kiềm chế cảm xúc, chớ có suy nghĩ lung tung để đôi bên mãi dừng lại như lúc này là tốt nhất. Trước mắt, hai người là bạn tốt, lúc cần thì giúp đỡ nhau một chút, chờ Đông Lăng cưới được đế hậu, nàng sẽ chặt đứt mối quan hệ này. Lúc đó Đông Lăng cũng không cần nàng giúp đỡ nữa. Nghĩ thế này, Diệp Trần bỗng thấy mình thật đáng buồn, nhưng nghĩ kỹ lại thì, bản thân nàng thực sự nợ Đông Lăng rất nhiều. Không kể những năm chàng nuôi nàng thuở hồng hoang, thiên đạo đại kiếp nặng chàng đỡ thiên kiếp hộ nàng. Chỉ nói những ngày gần đây, Đông Lăng cùng nàng đi tìm Nguyệt Hà thôi. Diệp Trần đã cảm thấy mình nợ Đông Lăng, nàng nợ chàng. Vậy vì chàng mà chịu khó một thời gian, Diệp Trần thấy bản thân có thể chịu được. Trước nay Diệp Trần luôn là người thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, trấn an tâm trạng của bản thân xong. Hai người tắm rửa, thay y phục, rời khỏi tu di cảnh. Vừa ra khỏi tu di cảnh, Diệp Trần lập tức nhận ra nơi này có vẻ là địa bàn của ma tộc. Họ đang ở dưới đáy vực của một vách núi đen, âm khí rất dày. Đông Lăng mặc bộ y phục màu trắng, khoác ngoài màu xanh lam đi ở đằng sau, thong dong hỏi, ngươi muốn đi hướng nào, hả? Diệp Trần lo lắng quan sát bốn, bề, sau đó thắc mắc hỏi, không phải chỉ có mỗi một đường thôi sao? À, ta có thể bay, hay lắm, có thể bay thì ở trong vách núi đen có ba con đường, đi thẳng về trước, đi ngược về sau và bay thẳng lên trời. Diệp Trần suy nghĩ, có lẽ vì có Đông Lăng nên lá gan của nàng bỗng lớn hẳn ra. Nàng chần chừ hỏi, thế, thương thế của đế quân đã khỏi chưa? Ừ, không sao, ăn no uống đủ xong. Đông Lăng cảm thấy thương thế của mình đã khỏe hẳn. Diệp Trần chỉ về phía trước, ta vẫn muốn đi tìm Nguyệt Hà. Đế quân thấy có được không? Được, Đông Lăng gật đầu, cúi đầu cười với nàng. Có ta ở đây, ngươi muốn đi đâu cũng được. Diệp Trần bị nụ cười này làm lóa mắt, có cảm giác từ sau khi hai người lên giường, đế quân dường như khác hẳn, nhưng rồi nghĩ lại, nàng lại cho rằng, có lẽ đế quân vẫn là đế quân, chẳng qua là tâm tình của nàng đã khác. Nàng lập tức nhặt trái tim đi lạc của mình về, gật đầu đáp, vậy phiền đế quân. Nói xong, Diệp Trần cẩn thận đi trước dò đường, nàng cực kỳ thuần thục ẩn nấp, né tránh, cẩn thận lần tìm dấu vết. Đông Lăng thì y như thể đang đi dạo trong vườn hoa sau nhà mình, thong thả bước ung dung. Diệp Trần cực kỳ muốn nhắc nhở vị đế quân này một chút, ở trong địa bàn của ma tộc, có thể đừng ngông nghênh thế được không? Thế nhưng nghĩ rồi lại thôi, dù sao sức chiến đấu của đế quân, toàn tiên giới, ai có mắt cũng đều thấy cả. Chàng kiêu ngạo vì chàng có quyền làm thế. Vậy là Diệp Trần tiếp tục lén la lén lút tiến lên trước, Đông Lăng đi sau, dùng linh thức quét trước, dọn sạch mấy thứ vớ vẩn ngán đường. Tuy dọc đường Diệp Trần luôn lo lắng đề phòng nhưng rốt cuộc đi tới lối ra cũng không gặp phải chuyện gì cả. Diệp Trần quay đầu lại nghiêm túc nói với Đông Lăng, đế quân, chúng ta sắp ra khỏi vực, tiến vào hang ổ của Mạc Vô Tà rồi. Ừ, Đông Lăng gật gù, vậy thì sao? Giờ chúng ta tuyệt đối không được sơ suất, phiền đế quân chú ý một chút. Chú ý? Đông Lăng nhíu mày, chú ý thế nào? Thỉnh đế quân đi sát theo ta, ta ẩn thân mang đế quân vào. Thuật ẩn thân của Diệp Trần được coi là số một thiên giới, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nàng luôn luôn đào thoát thành công. Đông Lăng gật đầu, khom lưng tựa vào người Diệp Trần, dán môi lên vành tai của nàng, nói nhỏ, thế này được chứ? Diệp Trần, sát quá. Nàng bất giác đỏ mặt, dịch người cách ra một chút. Lý Nhí đáp, đế quân đi theo ta là được. Nói xong, Diệp Trần niệm pháp quyết, quanh hai người có một vòng tàn hình. Diệp Trần mang Đông Lăng rời khỏi vách núi, vừa ra ngoài, tầm mắt liền rộng mở, sáng sủa.
Trước mặt là một quảng trường rộng, đối diện quảng trường là một đài cao, sau đài cao là một bậc thềm rất cao, cuối bậc thềm là một tòa cung điện lớn, mây cành cành bay thành vòng tròn trên trời, những đám mây đen xen lẫn màu xanh lá trôi lững lờ trên cao cộng thêm gió lạnh khiến nơi này trở nên đáng sợ. Diệp Trần run lên, Đông Lăng liếc nàng, lạnh à, không, làm ra vẻ sợ chút thôi, đừng sợ. Đông Lăng vỗ vai nàng, hắn không đánh thắng được ta đâu. Năm đó, Đông Lăng có thể một mình bắt Mạc Vô Tà về nhốt vào Vô Gian địa ngục chính là minh chứng. Trong lòng Diệp Trần thấy bớt lo đi nhiều nhưng vẫn khom lưng, lén lút di chuyển. Đông Lăng thắc mắc, Diệp Trần, ẩn thân quyết của ngươi vô dụng à, làm gì có chuyện đó. Diệp Trần lập tức cãi, người khác có thể chất vấn nhân phẩm của nàng nhưng không được phép chất vấn năng lực của nàng. Ẩn thân quyết của ta là đệ nhất thiên giới, thế ngươi còn khom lưng làm gì? Đông Lăng càng thêm khó hiểu, có ai nhìn thấy ngươi đâu. Diệp Trần ngượng ngùng, ngại quá, là do thói quen. Diệp Trần à, Đông Lăng thở dài, nữ tiên tới mức của ngươi đúng thật là hiếm có. Phải đấy, Diệp Trần bùi ngùi, ta cũng muốn làm một nữ tiên tinh tế lắm chứ, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, đời này e là không thể làm được. Không làm được cũng không sao, Đông Lăng vỗ về, ta cảm thấy ngươi như bây giờ cũng rất tốt. Diệp Trần cảm thấy Đông Lăng đúng thực là một đế quân, lương thiện, khéo hiểu lòng người, biết an ủi người khác. Nàng bỗng thấy, bản thân thích một người như vậy cũng đáng lắm. Nàng thẳng người lên, dẫn Đông Lăng vào cung điện, đi tới cửa đại điện. Diệp Trần dùng linh thức thám thính, tìm kiếm Nguyệt Hà. Tất cả các nơi trong cung nàng đều đã tìm thử nhưng không hề thấy tung tích của Nguyệt Hà. Chỉ có tẩm cung của Mạc Vô Tà là bị hạ cấm chế nên Diệp Trần không thám thính được. Nàng quyết định vào tẩm cung tìm người. Đông Lăng vừa nghe thấy là tẩm cung liền nhíu mày. Nguyệt Hà tiên tử ở trong tẩm cung của Mạc Vô Tà. Chúng ta vào đó nhìn không được hay thì phải. Có gì mà không được hay? Diệp Trần quả quyết đáp. Chắc chắn là Mạc Vô Tà biết chúng ta tới cứu Nguyệt Hà nên quyết định đích thân canh giữ nàng ấy. Nếu chúng ta tới trễ, e rằng Nguyệt Hà sẽ lâm nguy. Đông Lăng vẫn do dự. Ta thấy Mạc Vô Tà chắc không phải người háo sắc. Ta không lo chuyện háo sắc. Dựa vào hiểu biết của mình về vị tỷ muội này, Diệp Trần đáp đầy tự tin. Với tâm tính độc thân lâu ngày của Nguyệt Hà, ta cho rằng chuyện đó đối với nàng ấy chắc chỉ là chuyện nhỏ. Ta sợ là sợ Mạc Vô Tà động sát tâm. Đông Lăng mở miệng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ bảo, được, mọi chuyện đều nghe ngươi, chỉ một câu ấy thôi. Vậy mà Diệp Trần lại có thể cảm nhận được ý vị yêu chiều. Nàng sợ run cả người, cho rằng bản thân ở trong ảo cảnh đã bị nhiễu loạn tâm trí. Chúng ta mất rồi, không thì sao có thể cảm thấy hôm nay đế quân dịu dàng một cách bất ngờ chứ. Nàng lắc lắc đầu, đi vội vào trong. Đông Lăng cũng thong thả đi theo nàng. Hai người đi thẳng tới tẩm điện của Mạc Vô Tà. Ẩn thân quyết của Diệp Trần đối phó với mấy tay lính canh rất hữu dụng. Không thấy có ai phát hiện ra sự hiện diện của Diệp Trần và Đông Lăng. Thế nhưng, tới cửa tẩm cung thì Diệp Trần bị chơi khó. Có cấm chế, Diệp Trần khó mà lọt vào tẩm điện mà không kinh động tới Mạc Vô Tà. Nếu làm kinh động Mạc Vô Tà vào lúc này, lỡ như Nguyệt Hà không ở trong tẩm điện thì đúng là lợi bất cập hại. Diệp Trần bí cách, Đông Lăng dường như đã nhìn ra sự khó xử của nàng, bước tới sau lưng nói nhỏ, nín thở. Diệp Trần nghe lời nín thở, sau đó liền bị đối phương ôm chọn lấy, có cảm giác toàn thân như rơi vào trong nước, xuyên qua cấm chế, vào được trong tẩm cung. Sau khi vào trong, Đông Lăng liền kéo Diệp Trần nhảy lên xà nhà, đè người nàng, che miệng lại, không nói tiếng nào. Diệp Trần đang định xảy ra thì nghe thấy Đông Lăng nhắc nhỏ một câu, đừng động, đừng lên tiếng. Có tiếng cửa mở, một người bước vào phòng đem theo mùi rượu nồng. Diệp Trần nhìn xuống xem thử, là một nam tử mặc y phục màu đen, dáng đi nghiêng ngả, siêu vẹo bước tới gần giường, vén mạnh lên. Diệp Trần liền nhìn thấy Nguyệt Hà đang ngồi trên giường, tay chân Nguyệt Hà bị cột xích sắt, sắc mặt bình tĩnh, không hề kích động.
Mạc Vô Tà thấy nàng ấy như vậy bèn cười gằn thành tiếng, vì tỷ muội tốt của nàng tới cứu nàng bị ta giam trong ngũ hành thất dục cảnh rồi. Nguyệt Hà không nói gì, Mạc Vô Tà tới gần hơn, gằn giọng, thế nào, sinh tử của tỷ muội cũng không màng hả? Nguyệt Hà, tiên nhân các nàng trời sinh đã bạc tình như vậy rồi hay sao? Hay là do nàng đặc biệt bạc tình, nàng ấy không sao đâu. Cuối cùng Nguyệt Hà cũng chịu mở miệng, giọng rất bình thản. Nghe thấy vậy, Diệp Trần thật muốn nhảy xuống túm vai tỷ muội tốt của mình mà lắc lắc. Ai cho muội niềm tin, ai cho muội dũng khí? Nếu không có Đông Lăng, hôm nay nàng đã chôn thân trong đó rồi. Nàng ấy không đánh thắng được chàng, Nguyệt Hà thản nhiên nói. Nhưng chạy trốn thì là hạng nhất, dựa vào sức sống của nàng ấy. Đừng nói chàng, trên đời này, chẳng có ai có thể giết được nàng ấy. Ba người có mặt ở đây đều câm nín. Diệp Trần quay đầu nhìn Đông Lăng. Nàng rất lo Đông Lăng nghe câu này xong sẽ muốn thử một chút xem mình có thể giết được nàng không. Nàng quay đầu quan sát Đông Lăng. Đông Lăng lẳng lặng nhìn nàng, không hiểu được vẻ mặt ấy là thế nào. Sau đó, Đông Lăng bỗng cúi đầu, chụp một cái, hôn một miếng. Nhìn chàng như thế thật là đáng yêu. Còn tiếp, các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới. Mong các bạn đón nghe, like, share và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn.